chương 251, Hỏa Long. Vì viên này trứng rồng, quân thường tiếu đốt không ít tiền, cho nên nhìn thấy vỏ trứng tróc ra, nhất thời lại kích động vừa khẩn trương. Kích động là, ấp trứng khởi động cần cao phẩm tinh hạch gia trì, cái này đã nói lên chủng loại khẳng định rất mạnh, khẩn trương là, 87% biến dị dẫn đầu, có thể hay không thất bại, ý tưởng sẽ không đen đuổi như vậy, nhất định có thể biến dị, nhất định có thể ấp trứng ra một con trâu bức côn, hoặc là so côn càng mạnh ấu thú quân trưởng môn bắt đầu vô hạn tưởng tượng càng nghĩ càng hưng phấn cạch lại có một khối vỏ trứng rụng xuống hỏa hồng ánh sáng từ nội bộ phun ra giống như nóng trực hỏa diễm hệ thống nói có hỏa hệ thuộc tính xuất hiện hẳn là hỏa long thú không thể nghi ngờ quân thường tiếu quan tâm không phải chủng loại quan tâm là có thể hay không biến gì tạch 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 vỏ trứng tróc ra tốc độ tăng tốc càng nhiều hỏa hồng ánh sáng từ nội bộ bắn ra dần dần hình thành hỏa diễm chi thế quân thường tiếu thân thủ mò tại ấp trứng trên máy, nhất thời cảm nhận được có chút rất nhỏ phỏng tay, chật chật, bên trong khẳng định rất nóng, vỏ trứng một chút xíu róc ra, hỏa hồng ánh sáng cũng đang khuếch đại, chợt nhìn liền tựa như một đám thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, cuối cùng, vỏ trứng toàn bộ tróc ra, một cái nóng rực hỏa đoàn hiện ra tại ấp trứng máy nội bộ, quân thường tiếu bình ổn hô hấp, trong lòng vẫn đang cầu khẩn, nhất định muốn biến dị, không phải vậy, chính mình lúc trước đầu nhập thì phó mặt, không bao lâu hỏa hồng ánh sáng bắt đầu thu liễm ấp trứng máy nội bộ bình thường trở lại chỉ còn lại có đầy đất vỡ vụn vỏ trứng quân thường tiếu mộng bởi vì cái gì cũng không thấy được ấu thú đâu côn đâu hệ thống cũng là buồn bực nói thế nào liền không có đâu nếu như nó là một người cũng đứng tại trước mặt khẳng định sẽ bị quân thường tiếu chế trụ cổ điên cuồng lay động gầm thét lên lời này là ta hỏi ngươi mới đúng chờ chút lập tức sẽ mất lý trí quân thường tiếu phát hiện vỡ tan vỏ trứng rất nhỏ xúc động, một cái tiểu gia hỏa từ bên trong chui ra, vật này thân thể dài nhỏ, giống như một đầu tiểu xà, nhưng mọc ra bốn đầu chân, da thịt hiện lên hỏa hồng sắc, cái đầu nhỏ bên trên có lồi ra sừng nhỏ, như là không có triệt để nảy nở, cái mũi nhỏ bên cạnh còn có hai đầu cùng loại cá nheo một dạng cần, đây là một đầu hỏa hồng sắc tiểu tích dịch, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người nếu như ở hiện trường, khẳng định sẽ cho rằng như thế nhưng quân thường tiếu lại đại hỷ không thôi bởi vì theo hình thái cùng dấu hiệu đến xem rõ ràng là rồng a cái này rồng không phải hỏa long thú mà là chân chính trên ý nghĩa rồng hệ thống dội nước lạnh nói tuy nhiên nhìn qua có rồng mấy cái dấu hiệu nhưng không đủ rõ ràng khó xác định có phải hay không rồng quân thường tiếu chỉ tiểu gia hỏa ngữ khí kiên định nói trên đầu có sừng rồng còn có râu rồng hạng giống như rắn trảo giống như ưng rõ ràng chính là ta hoa hạ nhất tộc đồ đằng long Long lân đâu? Hệ thống nói, quân thường tiếu nhất thời trầm mặt, tiểu gia hỏa toàn thân sáng loan loáng, căn bản không có một con rồng rõ ràng nhất dấu hiệu long lân. Hệ thống nói, giữa thiên địa có rất nhiều giống như rồng hung thú giống loài, nhưng chưa hẳn thì là chân chính rồng. Huống chi, đây là một khỏa hỏa long trứng, có lẽ ấu thú nhìn qua giống rồng, sau khi trưởng thành cũng là hỏa long thú đây. Quân thường tiếu, tuy nhiên hắn cũng hy vọng tiểu gia hỏa là chân long, nhưng hệ thống nói không phải không có lý có lẽ sau khi lớn lên liền thành khủng long, chi chi, thân ở ấp trứng máy bên trong tiểu gia hỏa, đi dạo vài vòng, cùng loại mắt thỏ mắt nhỏ nhìn về phía quân thường tiếu, phát ra kỳ tiếng quái khiếu, hệ thống nói, ấu thú ấp trứng sau khi ra ngoài, chính là ngươi khế ước thú, quân thường tiếu mở cửa, đem ngón tay xứng hạ, tiểu gia hỏa sư một chút theo chui lên đến, ngừng trên bả vai trước, dùng cái mũi nhỏ cọ cọ chủ nhân mặt, nhìn qua giống thằng lằn, nhưng bởi vì có rồng bộ phận dấu hiệu, cho nên xem toàn thể coi như rất đáng yêu. Quân thường tiếu nhẹ nhàng sờ sờ nó cái kia hơi có vẻ nóng hổi thân thể nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta khế ước thú, chi chi, tiểu gia hỏa như là có thế nghe hiểu chủ nhân lời nói, vội vàng lấy nhỏ yếu thanh âm đáp lại, đến đặt tên mới được, quân thường tiếu nâng lên cái cầm, nghĩ sâu tính kỹ về sau, chân thành nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một đầu chân chính bay lượng tại thương khung ở giữa rồng, cho nên đại danh thì kêu hỏa long, mạng nhỏ thì kêu tiểu long rồng đi, hệ thống, hỏa long thú lấy tên hỏa long, chẳng phải bỏ đi một chữ sao, cái này thật tùy ý, thật không có kỹ thuật hàm lượng, chi chi, tiểu gia hỏa đối hỏa long cái tên này giống như rất hài lòng. Vui vẻ tại chủ nhân hai bên vai vừa đi vừa về chợt tới chợt lui. Bất quá, rất nhanh thận bụng truyền đến ủng ụt thanh âm, hiển nhiên là đói. Quân thường tiếu lắc đầu, cười nói, ăn thịt, vẫn là bú sữa, chi chi. Hỏa long kêu một tiếng, tuy nhiên không thể xác định đến cùng chọn cái nào nhưng quân thường tiếu cảm giác được nó nói là muốn ăn thịt hai người ký kết khế ước tự nhiên tâm ý tương thông được quân thường tiếu nói dẫn ngươi đi ăn thịt tiến về căng tin trên đường khó hiểu nói tiểu gia hỏa này biến dị sao hệ thống nói quá nhỏ nhìn không ra phải chăng biến dị quân thường tiếu khóe miệng co giật lên chính mình tiêu nhiều tiền như vậy sao ấp trứng ra hỏa long ấu thú không biết có hay không biến dị thấy thế nào làm sao đều có chút thua thiệt nha. Sư huynh, mau nhìn, trên diễn võ trường, một tên đang tu luyện đệ tử, mắt sắc nhìn thấy hỏa long, sau đó cả kinh nói, trưởng môn trên bờ vai có một cái tiểu gia hỏa. a à, đây là vật gì? Mọi người nhao nhao nhìn qua, trong ánh mắt có kinh ngạc, tô tiểu mặt nâng lên cái cầm, đi qua một phen rất có logic sau khi tự hỏi, chân thành nói, đây cũng là một đầu tiểu tích dịch, thằng làng ta gặp qua a à? nhưng chưa thấy qua có hồng nhan sắc. Ta nghe nói có một loại hỏa hệ hung thú giống như thằng lằn, được xưng là hỏa tích dịch. Nói như vậy, trưởng môn không chỉ có một đầu heo rừng nhỏ, một đầu lôi hệ tử điện ấu hổ, còn có một đầu hỏa hệ thằng lằn A. Mọi người nhất thời bội phục không thôi. Ba con khế ước thú, cái này thực sự quá tiện sát người. Chi chi, nghe được các đệ tử nghị luận, tiểu long rồng phát ra bất mãn gọi tiếng, giống như đối thằng lằn hai chữ vô cùng mâu thuẫn. Quân thường tiếu nói, ta những đệ tử này không có thấy qua việc đời, không biết ngươi là một đầu hỏa long thú, cho nên không cần đi so đo. Chi chi, tiểu long rồng bất mãn gọi tiếng càng nặng. Quân thường tiếu cho rằng đây là tại sinh đệ tử đưa nó hình dung là thằng làng khí. Ai nha, đi vào căn tin. Liễu uyển thi nhìn thấy lớn chừng bàn tay rồng rồng, vội vàng buông xuống cái muỗng chạy ra đến. Trừng mắt mắt to nói, trưởng môn đây là cái gì a? À? Thật đáng yêu. Xoát, vốn là có chút rầu rĩ không vui tiểu gia hỏa nhất thời nâng lên đầu, mắt nhỏ bên trong nổi lên một cổ ngạo nghễ. Quân thường tiếu khóe miệng giật một cái, nói nó là thằng làng liền tức giận, nói nó đáng yêu thì uy phong lẫm liệt, tiểu gia hỏa này nguyên lai thích nghe tán dương A, nó đại danh gọi là hỏa long, nhũ danh là tiểu long rồng. Quân thường tiếu nói, trưởng môn, ta có thể ôm một cái sao, liễu biển thi nói, tay nhỏ đã đưa tới, cũng đem tiểu gia hỏa nâng ở trên bàn tay, sờ sờ bóng loáng da thịt, cười nói, tiểu long da rồng da thật trơn nha bị non mềm tiểu tay vuốt ve hỏa long một mặt rất hưởng thụ bộ dáng quân thường tiếu ngạc nhiên tiểu da hỏa thân thể rất nóng liễu uyển thi như thế bưng lấy không sợ phỏng tay cô tiểu mạc từ bên ngoài đi tới tỉ mỉ quan sát một phen tiểu long rồng nhếch miệng cười nói u cờ ụt cũng làm cho sư huynh ôm một cái đi cho liễu uyển thi đưa tới cô tiểu mạc đem hỏa long cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy nhưng là vừa mới nâng ở trong lòng bàn tay vốn là vui sướng tiểu gia hỏa, con người lấp lóe lạnh lùng, thân thể nhất thời phun ra một đoàn cường thế hỏa diễm, phù phù, nóng rực hỏa diễm bao phủ mà qua, tô tiểu mặt mặt mũi tràn đầy cháy đen đổ trên mặt đất, cũng miệng sùi bọc mép bất tỉnh đi, quân thường tiếu, liễu uyển thi, chương 252, ăn hàng. Liễu uyển thi tay nâng tiểu long long, để quân thường tiếu rất kinh ngạc, phải biết, chính mình không ngại nóng, là bởi vì cùng tiểu gia hỏa ký kết khế ước, nàng làm sao một chút việc đều không có. Về sau Tô Tiểu Mạc tiếp nhận đi, trực tiếp phun trào hỏa diễm, để quân trưởng môn nhất thời hiểu rõ, tiểu gia hỏa nguyên lai đối nữ tính không bài xích, đối nam tính bài xích. Ai, ta đầu này khế ước rồng có chút da nha, u cờ ục, quân thường tiếu nói, tiểu long long đói, làm điểm ăn ngon cho nó, mang nhiều điểm thịt, ừ, ừm ừm, liễu uyển thi vội vàng buộc lên tạp về, bắt đầu sinh hoạt nấu cơm còn bị đốt ngất đi tô tiểu mạc thì bị các đệ tử mang lên dược đường từ tôn bất không tiến hành thức tỉnh cứu chữa chuyện này nói cho chúng ta biết cho dù là nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu hung thú cũng có phi thường cao tính nguy hiểm không có thể tùy ý đi đụng vào nấu cơm cần thời gian quân thường tiếu đem tiểu long long đặt ở trên bàn cơm nâng cầm lên nói mới vừa vặn xuất sinh hỏa diễm thì mạnh như vậy thật là khiến người ngoài ý nha chi chi tiểu long long hé miệng kêu một tiếng ý kia giống như tại nói cho chủ nhân, chính mình rất mạnh, quân thường tiếu dùng ngón tay tại đầu nó phía trên ủi ủi, cười nói, hy vọng ngươi có thế mau mau trưởng thành, bổn tọa về sau còn trông cậy vào ngươi trong nhà hộ viện đây, tử điện ấu thú tạo hình phong cách, thích hợp làm đại biểu tọa kỵ, tiểu gia hỏa này nếu như trưởng thành hoàn toàn thể hỏa long thú, thỏa thỏa trấn phái chi thú A, đến lúc đó, đại trận hộ phái đều không cần mở, để nó hướng trước sơn môn một ngồi sổng, chỉ cần não tử bình thường, không ai dám xông tới, đồ ăn làm tốt, liễu uyển thi thanh âm truyền đến, đại hắc nhị hắc bưng một số món ăn lên, từng cái đều là món ăn mặn, sắc hương vị đều đủ, chi chi, ngửi được mùi vị, tiểu long long hai cái mắt nhỏ nhất thời lấp lóe hưng phấn, còn kém chảy nước miếng, ăn đi, đồ ăn lên bàn, quân thường tiếu nói, xoát, 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 tiểu long long cũng không khách khí, vội vàng đi vào một bàn đồ ăn trước, mở ra cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp bắt đầu ăn. Mất một lúc, trong mâm đồ ăn bị ăn sạch sẽ, quân thường tiếu cùng liễu uyển thi trợn tròn con mắt, mã mẹ mày, một bàn tay đại tiểu gia hỏa, thế mà là ăn tám món ăn, vị này miệng quá lớn đi, chi chi, tiểu long long vây quanh đĩa không xung quanh, ý kia còn giống như không có ăn no, quân thường tiếu khóe miệng giật một cái nói, u cờ ụp lại đi làm một bàn đồ ăn tới, tốt, liễu uyển thi lần nữa trở về nhà bếp, không bao lâu, tiểu long long rốt cục ăn no, phồng lên cái bụng nằm lên bàn. Quân trưởng môn biểu hiện trên mặt còn đặc sắc, bởi vì tiểu gia hỏa trọn vẹn ăn hơn 30 đạo đồ ăn, món ăn xếp lão cao, trưởng môn, Liễu Uyển thi ngơ ngác nói, tiểu Long Long ăn thật khỏe a, à, đâu chỉ có thể ăn, quả thực quá tham ăn, hơn 30 đồ ăn, đổi lại sức ăn còn có thể thiết cốt phái đệ tử, ít nhất phải 10 nhiều cá nhân tài năng ăn xong, một bàn tay đại tiểu gia hỏa toàn ăn hết, dạ dày đến cùng làm sao trang phía dưới, Quân thường tiếu cưỡng chế chấn kinh, tự mình giải thích nói tiểu gia hỏa vừa vừa ra đời, nhất định là rất đói mới ăn nhiều như vậy. Buổi tối, giờ cơm, trong phòng ăn các đệ tử cầm đũa, nhìn lấy trưởng môn bàn ăn, biểu hiện trên mặt cứng ngắc, ánh mắt nổi lên chấn kinh. Nấc, sơ qua, tiểu long long ăn no đánh cái nấc, lần nữa nằm lên bàn, hiếp lại mắt nhỏ, bộ dáng rất hưởng thụ. Quân trưởng môn khóe miệng kịch liệt run rẩy, bởi vì trước mặt lại hắn meo xếp hơn 30 đĩa không, buổi sáng ăn nhiều như vậy, buổi tối lại ăn nhiều như vậy, đủ để chứng minh, tiểu gia hỏa lượng cơm ăn kinh người. Ngày thứ hai, tiểu long long đầy đủ triển lãm chính mình có thể ăn một mặt. Sáng trưa tối ba bữa cơm, hết thảy ăn gần trăm mâm đồ ăn, mà lại từng cái đều là món ăn mặn, từng cái đều là món ngon. Đừng chỉ ăn thịt, hút chút nước ăn chút bánh bao cũng được a. À, ngày thứ ba, điểm tâm vừa mới lên, quân thường tiếu vội vàng đưa qua hơn 10 cái bánh bao lớn. Cái đồ chơi này số lượng lớn cũng tiện nghi, ăn hai cái có thể đỉnh một bàn món ngon, hôm nào ngươi như mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, liền để hắn ăn nhiều mấy cái, tuyệt đối tiết kiệm tiền nha, đáng tiếc, tiểu long long hoàn toàn không tuân theo, trực tiếp chọn món ăn mặn ăn, quân thường tiếu sụp đổ, môn phái đệ tử nếu như đều có nó dạng này sức ăn, chỉ là tiền ăn, một tháng qua đều phải hoa chính mình mí mắt cuồng loạn, trưởng môn, một ngày nào đó, liễu biển thi biểu môi nói, chứa đựng thịt đều bị tiểu long long ăn sạch, ngươi xuống núi lại đi bán điểm chứ sao quân thường tiếu kém chút mới ngã xuống đất theo tử vong cốc trở về hắn cho không ít hung thú thịt liễu biển thi tính ra có thể ăn non nửa năm kết quả mới thời gian vài ngày liền bị tiểu long long ăn sạch đây cũng quá khoa trương đi càng sụp đổ cùng không thể tiếp nhận là ăn nhiều như vậy thực vật mấy ngày kế tiếp thân thể còn cùng lúc vừa ra đời một dạng lớn thể trọng cũng không có gia tăng ăn nhiều lớn lên nhanh quân trưởng môn còn có thể vui mừng tiếp nhận ăn nhiều còn không dài cái này gây rối, thiết cốt phái đệ tử vẫn hoàn toàn như trước đây tu luyện, Lý Thanh Dương bọn người, cũng là ngày ngày đi lịch luyện tháp lịch luyện, không dám có chút thư giãn, quân trưởng môn bắt đầu theo môn phái đến thôn trấn, nhiều lần hai cái chạy, làm gì, khẳng định là mua thịt cho tiểu long long ăn, đến mức vừa tới đến thôn trấn, đều thịt heo cửa hàng lão bản liền chen chút vây quanh, muốn sao chào hàng nhà mình dê bò thịt, muốn sao chào hàng hung thú thịt, thiết cốt phái trưởng môn, năm lần 10 lượt xuống núi mua thịt, hắn môn phái đệ tử đến cùng nhiều có thể ăn a, à. mỗi lần đều mua hai ba ngàn cân thịt, mấy ngày thì ăn xong, quan đang ăn trên một tháng liền phải hết mấy vạn hai tô tiết, có thế cung cấp tốt như vậy thức ăn, thiết quốc phái các đệ tử nhất định rất hạnh phúc đi, làm quân thường tiếu không biết bao nhiêu lần mua thịt trở lại về môn phái, trong trấn nhàn đến phát chán võ giả liền nhau nhau nghị luận lên, nếu như thiết quốc phái đệ tử nghe được bọn họ nói, khẳng định sẽ lau nước mắt khóc lên, thịt không phải cho chúng ta ăn, là cho tiểu long long ăn, mà lại, có lúc vừa mới ăn cơm, Đũa đều không dơ lên, chính mình trong mâm thịt liền bị tiểu gia hỏa kia ngậm đi. Rất nhiều đệ tử hai ba ngày chưa ăn qua món ăn mặn, đều nhanh đem vị thịt cấp quên rơi, lại đến giờ cơm, đồ ăn còn không có toàn làm tốt, tô tiểu mặt liền lén lúc đi vào nhà bếp, hắn đem một cái tô lớn đặt lên bàn, nhỏ giọng nói, u cờ ục. cho ta trước thịnh mấy khối thịt, ta đến hậu sơn ăn. Bên này vừa mới nói xong hạ, Lý Phi cùng Điền Thất cũng lén lút tiến đến, hai người ngửi một cái hai ngày không ăn được mùi thịt, nước bọc nhất thời chảy xuống, cũng cho ta thịnh điểm. Hai người trăm miệng một lời, cứ như vậy, bởi vì tiểu long long tồn tại, khiến cho thiết cốt phái đệ tử đang ăn trên thịt trở nên gian nan, thay đổi đến cẩn thận, nhưng là vô dụng, tiểu gia hỏa đối liễu uyển thi nấu đồ ăn vô cùng mẫn cảm, không phải sao, tô tiểu mạc ba người cẩn thận từng ly từng tí cấp đồ ăn đi vào hậu sơn vừa bày tại thạch đầu bên trên, còn không có cầm lấy đũa, tiểu long long liền sư một chút lui tới, a à, a, à, ta con mẹ nó meo không chịu nổi, thương thương thương, vì bảo vệ mình trong chén thịt, tô tiểu mặt ba người nhao nhau tế ra hàng phong kiếm, linh năng trong nháy mắt rót vào bên trong, ánh mắt lấp lóe hung quang, tiểu long long thấy thế, thân thể lắc một cái, nhất thời phun ra cao hai, ba mét hỏa diễm tới, trong khoảnh khắc, bốn phía nhiệt độ kịch liệt đề bạc, sư huynh, cái này cây cải dầu mùi vị coi như không tệ, ngươi nếm thử, cái này rau giá xào cũng không tệ, u cờ ụt làm thức ăn chay tuyệt không so món ăn mặn kém, về sau ăn chay là được, ăn cái gì ăn mặn a? tô tiểu mạc ba người ngồi ở phía xa trên đồng cỏ, bưng cơm đắc ý kẹp lấy trong mâm thức ăn chay, ăn gọi là một cái say sưa ngon lành, ăn gọi là một cái hương, hưu, tiểu long long thu hồi hỏa diễm, hé miệng bẹp bẹp đem trong chén thịt toàn ăn sạch, liền chấm tại bát phía trên dầu đều liếm sạch sẽ nhìn lấy tiểu gia hỏa chọt chọt đi về sau, tô tiểu mặt ba người một bên dùng đũa lay lấy cơm, một bên chảy ủy khuất nước mắt, chương 253, một giây không đến biến túng bức. Hỏa long là thật có thể ăn, một ngày ăn hết mấy trăm cân thịt cùng chơi giống như, mà lại càng ăn càng có thể ăn, ăn thiết cốt phái đệ tử đều không thịt có thể ăn, không phải quân thường tiếu mua không nổi thịt, mà chính là loại này phương pháp ăn, trên thị trấn thịt đều cung ứng không được, chẳng lẽ còn muốn đi thành trì mua thịt, quân thường tiếu tu luyện sau khi cách mấy ngày đi qua thôn trấn không tính lãng phí thời gian nhưng muốn đi tới đi lui thành trì liền có chút xa phái đệ tử đi mua không phải không được nhưng soi tiểu long long ăn như vậy pháp đến mang bao nhiêu không gian giới chỉ đi đây thiết cốt sơn lớn như vậy có không ít chim bay cá nhảy có thể để chính nó đi đi săn đến nhét đầy cái bao tử quân thường tiếu nỉ non nói loại này đại dạ dày vương chỉ dựa vào tự dưỡng khẳng định sẽ rất phí tiền chỉ có thể ném vào núi rừng để có thể tự lập lớn lên. Hệ thống nói, hỏa long ấu thú vừa ra đời không bao lâu, thực lực còn chưa đủ mạnh, vạn vừa gặp phải cao cấp hung thú, sợ là muốn. Quân thường tiếu khóe miệng co giật nói, vừa ra đời bạo phát hỏa diễm, liền có thể đem tiểu mạc đốt ngất đi, như thế vẫn chưa đủ mạnh. Hệ thống nói, đệ tử biết là ký chủ khế ước thú, thứ nhất không phòng bị, thứ hai không muốn thương tổn nó, nếu không hoàn toàn có thể tùy tiện cầm xuống. Lời nói này đến ý tưởng bên trên, Tô Tiểu Mạc cùng điền thất thực lực bọn hắn có thể so với vũ sư, tự nhiên có thể tùy tiện trà đạp hỏa long, nhưng trở ngại là trưởng môn khế ước thú, tình nguyện ăn chay đồ ăn cũng nhất định phải mặt mũi, thường nói nói tốt, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đây. Quân thường tiếu nói, ngươi ý là, để Tiểu Long Long tiếp tục tại môn phái ăn thôi. Hệ thống nói, trước tiên có thể ăn một đoạn thời gian, chờ thực lực tăng lên, có sức tự vệ, lại ném vào trên núi tự hành săn bắt. Quân thường tiếu trầm mặt sơ qua, nói, cũng tốt, đem tiểu gia hỏa đơn độc ném trong núi, cho dù là thiết cốt sơn, hắn bao nhiêu cũng có chút không yên lòng đâu, nếu không mang nhiều điểm không gian giới chỉ đi, mua mấy vạn cân thịt thú vật tới, không được nữa, đi một chuyến tử vong cốc, giết điểm thể trạng đại hung thú, trưởng môn, nhưng vào lúc này, tô tiểu mạc từ bên ngoài sông tới, trên mặt không biết là hưng phấn hay là bi thương, nói, tiểu long long bị đại sư tỷ đóng băng, cái gì? Quân thường tiếu vội vàng đi ra đại điện chỉ thấy trên diễn võ trường, lục thiên thiên mặt lạnh lấy, trong tay hàng khí còn không có triệt để thu liễm, không khí chung quanh băng hàng vô cùng. Rất nhiều đệ tử tuy nhiên đứng ở bên ngoài, nhưng bởi vì nhiệt độ giảm xuống, ôm hai tay treo lên lạnh rung tới. Trên diễn võ trường còn có một cái tiểu hình băng điêu, tiểu long long liền bị phong ấn bên trong, hiện lên tứ chi mở ra chạy hình, tình huống như thế nào? Quân thường tiếu nói, cô tiểu mạc nói, đại sư tỷ đi căng tin ăn cơm, tiểu long long đem nàng trong thức ăn thịt ăn sau đó cứ như vậy quân thường tiếu im lặng nói tìm đường chết a à. tiểu gia hỏa kia lá gan thật to lớn cũng dám đi đoạt băng sơn nữ nhân thịt bị băng phong cũng coi như tự làm tự chịu tạch 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 một lát phong ấn giải trừ tầng băng từng khối tróc ra tiểu gia hỏa đổ trên mặt đất cống đến toàn thân co quắp a à thiếu ngày thứ hai tiểu gia hỏa nằm sấp tại chủ nhân trên bờ vai vẫn đang không ngừng nhảy mũi một đầu hỏa hệ hung thú bị đông cứng thành dạng này, có thể thấy chúng ta người lạnh không nói nhiều đại sư tỷ băng hệ thuộc tính vẫn là tặc mạnh, quân thường tiếu lắc đầu nói, ở bên trong môn phái, ai cũng có thể gây, tuyệt đối đừng gây nữ nhân kia, chi chi, tiểu long long không phục kêu một tiếng, hắc ta khế ước thú vẫn rất, hưu, đột nhiên, tiểu gia hỏa hoảng sợ chui vào chính mình trong quần áo, vì cái gì, bởi vì lục thiên thiên đi ở giữa viện đi ra, ta con mẹ nó meo còn tưởng rằng, Ngươi nhà rất đàn ông, kết quả một giây không đến biến túng bức, trưởng môn, lục thiên thiên thản nhiên nói, ngươi đầu này khế ước thú, luôn đoạt các sư đệ thịt, cái này chung quy không phải biện pháp, chính tại diễn võ trường tu luyện các đệ tử, nghe đến đại sư tỷ nói, bi thương trong nháy mắt sông lên đầu, nhất thời có muốn khóc xúc động, tuy nhiên liễu uyển thi trù nghệ rất mạnh, tuy nhiên ăn chay đồ ăn hữu ích khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng là ăn thịt động vật, mấy ngày không ăn thịt tâm tình thật rất tồi tệ bổn tọa cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Quân thường tiếu nói, chờ một chút nhi sai người đi thanh dương thành mua sắm đủ nhiều hung thú thịt, để tất cả mọi người có thịt ăn, có canh uống, chúng đệ tử đại hỷ không thôi. Tư mã trọng đạt xung phong nhận việc giơ tay lên, nói, trưởng môn, ta đã từng bán qua thịt, đối giá cả so sánh lý giải, nguyện ý đi thanh dương thành mua sắm, có thể. Quân thường tiếu bàn tính một chút phổ thông không gian giới chỉ chứa đựng lượng, sau đó giao cho tư mã trọng đạt 20 mai cùng một số tiền lớn, để hắn xuống núi mua sắm, hoàng hôn tiến đến, tư mã trọng đạt trở về, trong không gian giới chỉ đủ để chứa nạp 20.000 cân thịt, coi như một ngày ăn 500 cân, cũng đầy đủ ăn một tháng, một cân thịt 10 lượng, 20.000 cân cũng là 20 vạn lượng, một năm cũng là 2 triệu 400 ngàn lượng A, quân thường tiếu có chút phát điên, một cái hơn 500 người môn phái, một năm ăn hết nhiều tiền như vậy, còn có lý do gì không tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình, trưởng môn, Lê Lạc Thu từ bên ngoài đi tới, nói, Hồ Dương Thành có tin tức truyền đến, ngã gia chủ muốn đi bác đẳng Linh Dương quận đấu giá đang dược, quân thường tiếu ngạc nhiên nói, làm sao không tại Thanh Dương quận đấu giá, Lê Lạc Thu nói, trên phố truyền văn, Linh Dương quận có đại gia tộc bỏ ra nhiều tiền mời ngã gia đi đấu giá liệu thương đang, trưởng môn, Lý Thanh Dương đến đưa tin, ngã gia chủ bên ngoài cầu kiến ngã thượng nghệ đến môn phái tin tức lê lạc thu biết được nhưng còn chưa nói ra miệng người liền đã đến tốc độ là thật nhanh mời tiến đến đi ngã thượng nghệ tiến vào đại điện một phen nói chuyện với nhau về sau trước đưa lên gần nhất trù bị dược tài cùng cao phẩm chất hạt giống sau đó phải đi linh dương quận sự việc thông báo ngã gia chủ quân thường tiếu nói vì sao muốn đi linh dương quận ngã thượng nghệ cười nói linh dương quận tiền gia ra giá cao Hy vọng để cho ta ngã gia có thế tại nhà hắn bán đấu giá tổ chức đang dược đấu giá, tiền gia, nghe xong thì rất có tiền, ngã thượng nghệ nói, ngã mổ cùng tiền gia gia chủ có không tệ giao tình, thịnh tình không thể chối từ phía dưới đành phải ứng ước, đem lần sau đấu giá địa điểm chọn tại Linh Dương quận bên trong, khi hắn thu đến tiền gia mời thì tâm động, dù sao Thanh Dương quận quá nhỏ, nếu như đi bác đẳng quận đấu giá, nhất định có thể bán đi cao hơn giá cả tới, thương nhân coi trọng là lợi nhuận. Nếu như có thể đem liệu thương đan cùng tố thể đang bán được cao hơn giá cả, tự nhiên nguyện ý đi kinh tế phát đạt khu vực, thì ra là thế, quân thường tiếu hơi chút cân nhắc, lại lấy ra 20 khỏa liệu thương đan cùng 10 bình tố thể đan, nói, Linh Dương quận khá xa, đi một chuyến không dễ dàng, ngã gia chủ thì nhiều bán điểm đi, ngã thượng nghệ mừng rỡ không thôi, tính cả lúc trước, thì có 70 khỏa liệu thương đan, 20 khỏa tố thể đan, đi Linh Dương quận nhất định có thể thắng lợi trở về hai người lại nói chuyện với nhau một lát, ngã gia chủ đứng dậy rời đi. Quân thường tiếu tiễn đưa về sau, nỉ non nói, ta hiện tại thì thiếu tiền, hy vọng ngã gia chủ lần này đi Linh Dương quận, có thế mang đến đủ nhiều tiền bạc. Ba, vỗ tay một cái nói, thịt đã đầy đủ nhiều, có thể an tâm tu luyện. Nhưng, ngoài ý muốn là, ngày thứ hai, tiểu long long khẩu vị hạ xuống rất nhiều, vẹn vẹn ăn hai ba cân thịt, một bộ buồn bã yểu xìu bộ dáng, chẳng lẽ bị đông cứng bệnh, lại qua một ngày, Tiểu gia hỏa nằm trong thư phòng tạm thời an trí ổ nhỏ bên trong một ngủ không nổi, Quân Thường Tiếu lo lắng hơn. Hệ thống nói: "Ký chủ chớ hoảng sợ, tiểu gia hỏa này cần phải tiến vào ngủ đông, ngủ đông cái rắm a, hiện tại mới mùa thu có được hay không?" Hệ thống nói: "Tinh vẫn đại lục một chút đặc thù hung thú, hội không định kỳ lâm vào ngủ say trạng thái, hỏa long hẳn là loại tình huống này, không là sinh bệnh, không phải?" "Vậy là tốt rồi." Quân Thường Tiếu nói, "Ngủ say có chỗ tốt gì?" Hệ thống nói, hung thú tại chiều sâu trong mặt nước hội cảm ngộ thiên địa, từ đó tăng thực lực lên, cái này được xưng là giấc ngủ tiến hóa, vừa nghe đến có thể tăng thực lực lên, còn có thể tiến hóa, quân thường tiếu ánh mắt nóng trực lên, sau đó tự như hiểu rõ cái gì, nói, tiểu long long ăn nhiều như vậy thực vật đều không lớn lên, có phải hay không thiếu giấc ngủ tiến hóa, ách, hệ thống nói, trên lý luận đúng không, quân thường tiếu xoa xoa tay, nói, cái gọi là giấc ngủ tiến hóa, cần muốn bao lâu thời gian, nhanh thì dăm 3 tháng, chậm thì 300-500 năm đi, 300-500 năm, quân thường tiếu kém chút ngã quỵ, nếu như tiểu gia hỏa thuộc về chậm nhất, chờ nó theo ngủ say tỉnh lại, chính mình muốn sao đã tự bạo, cỏ ở mộ cao mấy trường, muốn sao đã đem thiết cốt phái phát triển vì tinh vẫn đại lục mạnh nhất tông môn, chương 254, trưởng môn mệnh cứng, trải qua được dày vò. Sư huynh, ngày hôm nay ăn thịt không? Ăn, tặc hương, tiểu long long lâm vào ngủ say, không hề đến đoạt thịt ăn, thiết cốt phái bầu không khí lập tức trở nên vui sướng, các đệ tử gặp mặt chào hỏi đều là thật vui vẻ, đương nhiên, không phải mọi người bời vì hỏa long giấc ngủ mà vui vẻ, tỷ như liễu uyển thi, nàng ngồi tại trên bàn cơm, nâng cầm lên nói, trưởng môn, tiểu long long lúc nào có thể tỉnh lại nha, quân thường tiếu ăn đồ ăn nói, cần phải cần 2-3 tháng đi, liễu uyển thi nói, Ta nghe nói rất đa đặc thù hung thú đều có giấc ngủ tiến hóa, thật hy vọng tiểu long long còn có thể bảo trì nguyên dạng, nếu không liền không thể yêu. Quân thường tiếu kém chút đem đồ ăn phun ra ngoài, ta đốt nhiều tiền như vậy, chính là muốn để nó mau mau lớn lên tốt trong nhà hộ viện, ngươi hy vọng nó bảo trì nguyên dạng, đây là náo loại nào a? À? Nói trở lại, cô bé này thế mà là biết giấc ngủ tiến hóa, thật đúng là khiến người ngoài ý. Đúng, trưởng môn, Liễu Uyển thi cười nói, ta gần đây một mực đang nghiên cứu có thể đề bạc lực lượng giá trị đồ ăn bây giờ đã thành công, người có muốn hay không nếm thử, đề bạc lực lượng giá trị đồ ăn. Quân thường tiếu ngạc nhiên, Liễu Uyển Thi tự hào nói, đây là chính ta nghiên cứu ra được, ăn về sau có thể tại thời gian nhất định bên trong đề bạc lực lượng giá trị, hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ, lợi hại như vậy. Quân thường tiếu khẽ giật mình, nói, đến, bổn tọa nếm thử, chờ một chút, ta đi lấy, Liễu Uyển Thi tiến vào nhà bếp, sau đó bưng phạn hạp đi tới, nói, đây là ta buổi sáng hôm nay vừa làm được, còn chưa treo đâu, trưởng môn nhân lúc còn nóng ăn, mở ra phạn hạp, bên trong đồ ăn cùng bình thường làm không có gì khác biệt. Quân thường tiếu không nhịn được âm thầm nghi ngờ nói, đồ ăn cũng có thể đề bạc lực lượng giá trị, cái này không khỏi quá huyền ảo a. À. Hệ thống nói, ký chủ vốn là sống ở huyền huyễn thế giới bên trong, nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Quân thường tiếu dơ đũa lên, kẹp một miếng thịt đặt ở trong miệng, chậm đầu tỉ mỉ ý nhai lên, sau đó cả người ngây ra như phỏng hương mà không mập, non mà không ngán, ta thiên, quả thực ăn quá ngon, Quân Thường Tiếu từng lần một nhai lấy, tâm cảnh theo mỹ thực mà trở nên chập trùng bất định, thời khắc đó, linh hồn hắn tựa như bay khỏi bản thể, khi thì tựa như đứng ở thương khung, khi thì tựa như đứng tại đỉnh núi, khi thì lại tốt giống như tại trong biển rộng vô câu vô thúc vùng vẫy, ăn cơm đều ăn linh hồn phiêu đảng, cái này quá khoa trương a, à. cảm thấy khoa trương có thể đi bồi bổ tinh gia điện ảnh thực thần, có thể đi xem một chút tiểu huynh đệ. Quân thường tiếu cúi đầu bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngồn ngoàm. Động tác nhìn qua tuy nhiên bất nhã, nhưng đối bực này mỹ thực, nhưng lại có sùng cao nhất kính ý. Có thể làm liền là ăn sạch, không thể có bất luận cái gì lãng phí. Theo món ăn ngon không ngừng vào bụng, một cuồng cuộn nhiệt năng tại thể nội bột phát ra, lực lượng cũng theo đó đề bạc. Cái này, quân thường tiếu khiếp sợ không thôi. Nhiệt năng chuyển đổi thành lực lượng tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng là thật đề bạc a, à, quá thần kỳ, quá huyền ảo, hệ thống cũng nhịn không được sợ hãi than nói, tại Tinh vẫn đại lục, đề bạc lực lượng đang vừa có, nhưng dựa vào một bát cơm đề bạc lên, đây tuyệt đối hiếm thấy cùng cực, sau cùng, quân thường tiếu đem cơm hộp bên trong hết thảy thịt đồ ăn, bao quát nước canh toàn bộ ăn sạch sẽ, chợt đứng dậy, răng rắc, song quyền nắm chặt, lực lượng 10 phần, Liễu Uyển thi nháy mắt to nói, chưởng môn cảm giác thế nào? Quân thường tiếu nói, tuy nhiên nghe không hiểu câu nói này ý tứ, nhưng qua nét mặt của trưởng môn đến xem, nhất định phi thường hài lòng. Liễu Uyển thi cười nói, căn cứ ta phỏng đoán, chén cơm này đồ ăn có thể tại nguyên có sức mạnh nâng lên thăng hai thành hai bên, không khác gì nhiều. Quân thường tiếu không có đi trắc thí, nhưng mà đại khái suy đoán ra, bây giờ mình lực lượng giá trị đã theo 100.000 tăng lên tới 120.000, ăn một bát cơm liền có thể đề bạc 20.000 lực lượng, cái này nếu không phải tự mình trải qua Thật là khó có thể tin U cờ ục Quân thường tiếu nói Loại hiệu quả này duy trì bao lâu Liễu Uyển thi nâng cầm lên Nói Ta mới vừa vặn nghiên cứu ra được Vẫn còn giai đoạn thí nghiệm Cho nên không thể xác định thời gian Thì ra là thử Chờ chút Quân thường tiếu thần sắc biến đổi Khóe miệng co giật nói Ngươi coi bổn tọa là thành chuột bạch He he Liễu Uyển thi nghịch ngợm cười một tiếng Nói Chưởng môn thực lực mạnh tự nhiên muốn đến thử một lần, lại nói chính là một bữa cơm mà thôi, sẽ không ăn sinh ra sai lầm. Trên đời này nếu có người bời vì phạm sai lầm còn có thể miễn ở xử phạt, vậy cũng chỉ có một loại, la lị miễn cười. Quân thường tiếu tới một cái sờ đầu dết, nói, xem ở đồ ăn không tệ phân thượng, bổn tọa thì không truy cứu. Nhưng là, vừa mới dứt lời, đề bạc lên lực lượng nhất thời co lại, hắn hai chân mềm nhũng, không nghe sai khiến bày ra trên ghế ngồi, trưởng môn. Liễu Uyển Thi bối rối nói, ngươi làm sao, quân thường tiếu nói, toàn. Toàn thân bất lực, đầu ván mắt hoa, nói nói, lật lên kinh thường, bên trong miệng phun ra bọt mép, cái này nhưng làm Liễu Uyển Thi dọa sợ, nàng vội vàng hô lớn, không tốt, không tốt, trưởng môn muốn chết, vốn đang có thể kiên trì một lát quân trưởng môn, nghe được tiểu nha đầu câu nói sau cùng, trực tiếp ké vào trên bàn cơm ngất đi, làm sao, làm sao, tô tiểu mạc dẫn đầu xông lại, nhìn thấy mắt trợn trắng sùi bọc mép trưởng môn, cả kinh nói, đây là bị tiểu long long đốt, không đúng rồi, tiểu gia hỏa kia không phải ngủ đông sao, xoát, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Dương chạy tới, nhìn thấy trưởng môn tình huống không ổn, lập tức đem vác lên theo dược đường chạy như điên, dược đường bên ngoài, chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi, liễu uyển thi ngồi tại trên cầu thang, đầu chôn ở giữa hai chân, to như hạt đậu nước mắt một khỏa một khỏa rơi xuống, con mắt đều khóc sưng, đừng khóc, Tự ở môn xuôi theo trước lục thiên thiên thản nhiên nói ô ô liễu uyển thi không thể khống chế khóc lớn nói đại sư tỷ đều tại ta để trưởng môn ăn sinh ra sai lầm lục thiên thiên nói trưởng môn mệnh cứng trải qua được giày vò hẳn là không có cái gì trở ngại lời này nếu như bị đang hôn mê quân trưởng môn nghe được khẳng định sẽ mở to mắt hôn mê một lần nữa két sơ qua dược đường môn đẩy ra ngụy lão từ bên trong đi ra nói trưởng môn không có gì đáng ngại cũng là ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên không phải bác sĩ xuất thân, nhưng dù sao cả ngày cùng dược tài liên hệ, nhiều ít vẫn là hiểu chút y thuật. Hô, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngụy lão nói, nghỉ ngơi hai ba tháng liền không sao. Mọi người suýt nửa ngã quỵ. Ta ngụy lão, ta ngụy đường chủ, nghỉ ngơi hai ba tháng, còn gọi không có gì đáng ngại. Liễu nha đầu, Ngụy lão nói, ngươi có phải hay không tại trong thức ăn thêm cây ngưu bàn, con trai thảo cùng tam tụ xanh phấn. Liễu Uyển Thi dừng lại thúc thiếp, kinh ngạc nói, Ngụy lão làm sao biết nha? Ngụy lão lắc lắc đầu nói, cái này ba loại dược liệu có thể làm đồ gia vị, đơn độc thả không có việc gì, nhưng chung vào một chỗ liền sẽ sinh ra độc tố, nhẹ thì như trưởng môn như vậy toàn thân bất lực, miệng sùi bọc mép, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. A, à, Liễu Uyển Thi hé miệng, Ngụy lão nói, ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi phân biệt dược tài cùng công hiệu, miễn cho lại loạn phối hợp gây nên ngộ độc thức ăn cái này thì phải có. Mọi người bày tỏ đồng ý, trưởng môn mệnh cứng, trải qua được dày vò, chúng ta không thể được a. À. Vạn nhất liễu sư muội lấy dược tài làm đồ gia vị hình thành trí mạng độc tố, cái kia thật cũng là cơm chém đầu. Trong hôn mê quân thường tiếu, nếu như biết đệ tử ý nghĩ, khẳng định lấy ra đao lui tới trên người mình chặt, để bọn hắn biết cái gì gọi là mệnh không cứng rắn, cái gì gọi là chịu không được dày vò. Ừm, liễu uyển thi chân thành nói, nàng mặc dù là kim bài đầu bếp, nhưng không phải dược sư. Nghiên cứu chế tạo đề bạc gia tăng thực lực đồ ăn bên trên, thường thường cân nhắc hiệu quả xem nhẹ dược tài hỗn hợp sau mang đến độc tính, cho nên phải thật tốt bồi dưỡng một phen. Như vậy, tất khảo đề tới, quân trưởng môn lúc ăn cơm, linh hồn một lát lên trời xuống đất, một lát trong rủi vu gian, đến cùng là đồ ăn quá mỹ vị, vẫn là ngộ độc thức ăn biểu hiện đâu. Chương 255, Hà Dương quận có chút náo nhiệt. Liễu Uyển thi nghiên cứu đồ ăn, Tuy nhiên có thể đề bạc chiến đấu lực, nhưng bởi vì dược tài phối hợp có sai sinh ra độc tố, đem quân trưởng môn hạ độc được. Đương nhiên, ngụy Lão nói 2-3 tháng mới có thể khôi phục, chính là châm đối với người bình thường, trải qua các loại thân thể thối luyện quân thường tiếu, Vẽn vẹn nghỉ ngơi 2-3 ngày thì khôi phục như lúc ban đầu. Điều này nói rõ cái gì? Không tệ, mạng hắn cứng rắn, chịu được dày vò, trưởng môn, trong thư phòng, liễu uyển thi giống phạm sai lầm hài tử, cúi đầu tự trách nói, thật xin lỗi, ta sai, cam nguyện bị phạt, quân thường tiếu lại thế nào nhẫn tâm chỗ phạt cái này đáng yêu la lị đây. Huống chi, nghiên cứu đề bạc lực lượng đồ ăn, bản ý là tốt, nhưng quá trình xuất sai lầm mà thôi, thật tốt theo ngụy lão học tập dược tài tri thức, chính là đối ngươi xử phạt. Quân thường tiếu nói, loại chuyện này may mà bày ra trên người mình, đổi làm đệ tử nhóm tính sơ sơ sẽ chết người, nhất định phải để tiểu nha đầu hảo hảo đi nhận biết dược tài, từng. Liễu Uyển Thi biết cái này không tính là gì xử phạt, cho nên âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định muốn nỗ lực đi học tập dược tài tri thức. Quân Thường Tiếu nói, đề bạc lực lượng giá trị đồ ăn cũng không cần hoang phế, tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Loại này đề bạc lực lượng đồ ăn, tuy nhiên khó có thể sánh ngang lực tăng chi phù, nhưng không tốn phí điểm cống hiến, chính là ưu điểm lớn nhất, phải tiếp tục thăm dò đi xuống, chưởng môn. Liễu Uyển Thi nói, ta sợ lại xảy ra vấn đề. Quân thường tiếu hai tay chống đỡ trên bàn, mười ngón khẽ chụp kéo lấy cái cầm, bắt đầu dẫn gà vào nồi, không thể vì nhận một lần thất bại, thì lựa chọn từ bỏ, chỉ có đang không ngừng trong thất bại nếm thử, mới có thể một cách chân chính thành công. Ta hiểu rõ, có trưởng môn chống đỡ, liễu uyển thi lần nữa thành lập lòng tin đến, mà lại, nàng có càng cao nắm chắc có thể nghiên cứu ra an toàn vô hại lực lượng đồ ăn, bởi vì ngụy lão đối dược tài lý giải thật là quá chuyên nghiệp, vẻn vẹn nghe một ngày thì đối rất nhiều dược tài có nghiêng trời lệch đất lý giải, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi học tập nha. A à, a à, a, à. Liễu Uyển Thi vội vàng đi dược viên tìm dược lão, Quân Thường Tiếu nâng cầm lên, nỉ non nói, có thể đem phổ thông dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn phối hợp lại, làm ra đề bạc lực lượng đồ ăn đến, tiểu nha đầu này thật không đơn giản, nàng, lai lịch gì đâu? Quân Thường Tiếu đối Liễu Uyển Thi lý giải, giới hạn tại tại Thanh Dương thành bị một đám ác hán điên cuồng đuổi theo, sau đó chính mình đem cứu Không không, còn có một cái lý giải Lục Thiên Thiên từng nói qua Thiên dụ vương thành Âu Dương Gia Tại đồ ăn phía trên rất có nghiên cứu Có thể làm ra đề bạc võ đạo đồ ăn tới U cờ ục chẳng lẽ lại là Thiên dụ vương thành Âu Dương Gia đi ra dòng chính Quân thường tiếu nỉ non nói Nếu như là lời nói Khẳng định không gọi liễu biển thi Mà gọi Âu Dương 20 Ai? Quân thường tiếu thở dài một hơi nói Ta những đệ tử này giống như Từng cái đều không đơn giản thân là trưởng môn, thế mà là cái gì cũng không biết, tỷ như lục thiên thiên, tỷ như dạ tinh thần. Thực, hắn có thể phái người đi thiên dụ vương thành tìm hiểu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thu hoạch, nhưng Thủy chung không có ý nghĩ này. Theo quân trưởng môn, vô luận đệ tử có cái gì cố sự, có cái gì không muốn người biết bí mật, đã tiến thiết cốt tranh tranh phái, cũng là thiết cốt tranh tranh phái đệ tử, chỉ cần tâm hướng về môn phái. Chính mình có thể làm liền là vì bọn họ cung cấp một cái an toàn cản tránh gió tâm vô bàn vụ đi mạnh lên, dạng này trưởng môn, tại tinh vẫn đại lục thật khó tìm, nhưng là, thiết cốt phái khả năng có chút không an toàn, bởi vì Hà Dương quận đã triệt để vỡ tổ, lục lưu kỳ sơn tông tông chủ từ môn phái thi đấu về sau, đều nhanh nửa tháng, vẫn không có trở lại về môn phái, cùng liễu tông chủ cùng một chỗ biến mất, còn có rất nhiều môn phái cao tầng, cái này không bình thường, đây nhất định có cái gì mờ ám, ta nghe nói, môn phái thi đấu sau khi kết thúc, rất nhiều thế lực khó có thể tiếp nhận một cái bên ngoài quận Bác Lưu môn phái đệ tử đoạt giải quán quân, liền nhau nhau phái người đuổi theo. Liễu tông chủ cùng các phái cao tầng đến nay chưa về, chẳng lẽ tiến vào Thanh Dương quận, không có khả năng, có tin tức xưng, các phái cao tầng tại Hà Dương quận bên trong thì ngăn lại thiết cốt phái đệ tử. Cái kia tiêu tội kỹ mặc dù không tệ, nhưng chung quy chính là một tên vũ đồ, đối mặt Liễu tông chủ dạng này võ tông, khẳng định không hề có lực hoàn thủ. Đã như vậy, là sao nửa tháng còn không có trở về, chẳng lẽ xảy ra bất trắc? Ngươi đừng nói, Thiết quốc phái đệ tử đem liễu tông chủ bọn người phản sát a kỳ sơn tông tạm thời do đại trưởng lão lâm thời tiếp quản môn phái sự vụ, đã tổ chức số lớn đệ tử xuống núi tìm kiếm, bọn họ phái cũng vận dụng chính mình lực lượng cùng quan hệ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. một cái lục lưu tông chủ chậm chạp không về, các phái cao tầng không có không có tung tích, nhất thời trở thành hà dương quận nhiệt nghị đề tài, nhưng lại thế nào thảo luận? cũng rất khó khiến người ta nghĩ đến sẽ chết trong tay thiết cốt phái quân thường tiếu tuy nhiên làm đến hủy thi diệt tích nhưng trên đời này không có không lọc gió tường các phái võ giả kiên trì điều tra đi sớm muộn sẽ có bại lộ một ngày hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới sớm sớm đã có chuẩn bị tại hà dương quận thế lực khắp nơi tìm kiếm khí thế ngất trời thời điểm mệnh tế vũ đường thành viên bắt đầu tản lời đồn cái gì lời đồn hà dương quận cái nào đó sơn lâm nửa tháng trước phát sinh dị tượng hư hư thực thực có chí bảo ra đời. Tin tức này một khi tản, nhất thời tại Hà Dương quận điên cuồng truyền lại, thậm chí lấn ác liễu tông chủ bọn người mất tích tin tức, lấy võ làm đầu thế giới bên trong, trời sinh dị tượng, chí bảo xuất thế, lại hoặc là mổ đại năng lưu lại động phủ cùng mộ địa bị phát hiện đều rất bình thường. Thường thường có loại chuyện này xuất hiện, võ tu nhóm chạy theo như vịt thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình tính danh, muốn trở thành cường giả, nỗ lực tu luyện không thể thiếu, kỳ ngộ càng không thể thiếu, không thấy, bao nhiêu dấu trong lòng mộng tưởng võ tu, vì thu hoạch được các loại kỳ ngộ, đứng tại trên vách núi dũng cảm nhảy xuống, sau cùng rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng, nói đi thì nói lại, quân thường tiếu chế tạo cái này lời đồn mục đích là sao, khẳng định là để hà dương quận người cho rằng, liễu tông chủ bọn người mất tích cùng chí bảo xuất thế có quan hệ, quả nhiên, làm tin tức càng truyền việt quan, đám võ giả bắt đầu suy đoán, kỳ sơn tông tông chủ và các phái cao tầng chậm chạp không về chẳng lẽ lại đi tìm chí bảo nghe nói chí bảo ra đời địa phương tại trong sơn cốc mặt đất vỡ ra bày biện ra một cái cửa hang sau đó qua mấy canh giờ lại biến mất như thế nói đến liễu tông chủ bọn họ nhất định phát hiện động khẩu đi vào tìm kiếm chí bảo cho nên đến nay còn không có trở về tám thành là cái dạng này hà dương quận võ giả đều bị quân thường tiếu truyền lại lời đồn mang lại đường có người sẽ nói bọn họ ai quy đâu. Tùy tiện một cái lời đồn thì tin là thật, thật có lỗi, quân thường tiếu đã chơi một chiêu này, khẳng định sẽ đem lời đồn giảng giống như thật, nếu không lại thế nào đi ra lừa gạt người, huống chi, hắn không trông cậy vào dựa vào chí bảo ra đời đến một mực dấu dếm, chỉ cầu Hà Dương quận môn phái trễ giờ nhi điều tra đến trên đầu mình, vì thay đổi mạnh tranh thủ thời gian, Kỳ Sơn Tông cùng các phái thế lực nghe được lời đồn về sau, mặc dù bán tính bán nghi, nhưng vẫn là đem tâm tư đặt ở chí bảo bên trên, bắt đầu từng cái sơn lâm, sơn cốc lục soát lên, không có cách nào, không thông qua tuyệt đối điều tra, người nào lại sẽ nghĩ tới, một cái bác lưu môn phái chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, giết chết liễu tông chủ bọn người lại tiêu sái trở về đây, chương 256, lại thoát phi nhập Âu. Hà Dương quận bên kia, bởi vì chí bảo xuất thế, làm ầm ỉ xôn xao, Kỳ Sơn Tông cùng các phái trong thời gian ngắn rất khó tìm đến thiết cốt phái trên đầu, mặc kệ mấy tháng, vẫn là mấy năm, không thể nghi ngờ khả năng quân thường tiếu tranh thủ không ít thời gian đến mạnh lên. Đến lúc đó, bọn họ coi như giết tới, cũng có thể không có sợ hãi, tại tàn khốc thế giới muốn sống, thực lực không thể thiếu, thói quen cũng không có thể thiếu, nếu không chơi như thế nào mở, ăn mở đây, tảng lời đồn về sau, quân thường tiếu thuận liền hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ vẫn là cùng thành ngữ có quan hệ, tên là lời đồn, cũng thu hoạch được điểm cống hiến, đắc ý, đồng dạng náo nhiệt còn có Linh Dương quận, ngã gia đem buổi đấu giá địa điểm thiết lập ở Linh Dương thành, tin tức khuếch tán ra đến, nhất thời gây nên oanh động to lớn, cấp tốc khôi phục liệu thương đang cùng tố thể đang, theo mấy lần đấu giá đã sớm thanh danh lan xa, thế lực khắp nơi biết được đấu giá thời gian về sau, đã bắt đầu ra tay chuẩn bị, càng đối tố thể đang nhất là ước mơ. Vô luận Hà Dương quận vẫn là Linh Dương quận đều không có quan hệ gì với quân thường tiếu, hắn tọa trấn môn phái, tiếp tục tu luyện cùng bồi dưỡng đệ tử, tiểu long long còn đang ngủ say, chẳng biết lúc nào có thể thức tỉnh, thiết quốc phái đệ tử hy vọng tiểu gia hỏa ngủ thêm một hồi, nếu không mình lại phải không có thịt ăn, hô, tại lịch luyện tháp lịch luyện sau hai canh giờ, quân thường tiếu một thân khó chịu về đến chỗ ở, đem hệ thống khu mua sắm kéo ra, hiện tại có 835 điểm cống hiến giá trị không bằng đem số lẻ đổi mới rơi. Suy nghĩ một khi dâng lên, ép buộc chứng ép đều ép không được, quả quyết phía dưới kéo khu mua sắm, cũ thương phẩm bị mới thương phẩm thay thế. Nhìn trước mấy hàng về sau, quân trưởng môn tâm có chút mát mẻ, nhìn sau mấy hàng về sau, kém chút kích động nhảy dựng lên. Thượng phẩm sơ giai thân pháp túng vân bộ, trung phẩm cao giai tâm pháp truyền âm thuật, còn có một cái đan phương, tên là trung phẩm liệu thương đan. Túng vân bộ là một loại thân pháp vũ kỹ, từ không biết tên cường giả sáng tạo, lĩnh ngộ cực hạn, thả người nhảy lên có thể đạt tới mấy chục trượng, quả thật không trung Bắc cu trang bức thiết yếu kỹ năng, linh âm thuật cũng mạnh phi thường, tu luyện sau có thể cùng môn phái đệ tử thành lập liên hệ, thiên lý truyền âm hoàn toàn không phải việc khó, lớn nhất nổ tung vẫn là trung phẩm liệu thương đan, vật này chính là sơ phẩm liệu thương đan thăng cấp bản, có thể cấp tốc chữa trị thụ thương vũ sư, võ tông cấp, làm quân thường tiếu từng cái đem giới thiệu xem hết, vỗ vỗ mặt chính mình nói ta là đang nằm mơ sao ép buộc chứng phía dưới đổi mới lập tức đổi mới ra ba loại cùng võ đạo có quan hệ thương phẩm đây tuyệt đối thoáng như trong mộng a dùng sức đánh đánh đau cũng không phải là mộng hệ thống nói lăng đại gia ngươi quân thường tiếu cũng sẽ không thật hung ác hung ác đánh mà chính là chống nạnh cười to nói ha 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 lão tử rốt cục lại thoát phi nhập âu hai bản công pháp một loại đan phương tùy tiện một cái đơn độc soát đi ra cũng là kiếm lời không nghĩ tới một chút toàn soát đi ra vận khí thật nổ tung a à. hệ thống nói phải cùng đề bạc một điểm may mắn giá trị có quan hệ ngoặc kép ngoặc kép quân thường tiếu khóe miệng co giật không điểm biến thành một điểm liền có thể một chút soát ra ba thấy thế nào làm sao không có khả năng đương nhiên quân trưởng môn tỉnh táo lại từng cái quan sát giá cả về sau mày nhăn lại đến bởi vì giá cả cũng không ít túng vân bộ điểm cống hiến truyền âm thuật 200 điểm cống hiến giá trị, trung phẩm liệu thương đang 500 điểm cống hiến giá trị, hiện tại còn thừa lại 825 điểm, nếu như toàn mua lại, vậy liền chỉ còn lại có đáng thương 25 điểm, bị vây ở người đá trong địa bàn, nếu có túng vân bộ, trực tiếp thì nhảy ra ngoài, cho nên phải mua, truyền âm thuật nhưng để đệ tử lẫn nhau ở giữa câu thông, càng tại tình báo truyền lại phía trên càng nhanh, đây nhất định cũng cần mua. Trung phẩm liệu thương đang có thể cứu trị tại vũ sư, võ tông, coi như giá cả một nghìn điểm cũng không chút do dự mua, cho nên, hết thảy cầm xuống, đinh. Ký chủ tiêu phí điểm cống hiến, thu hoạch được túng vân bộ một, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Ký chủ tiêu phí 200 điểm cống hiến giá trị, thu hoạch được truyền âm thuật một, đinh. Ký chủ tiêu phí 500 điểm cống hiến giá trị, thu hoạch được đan phương trung phẩm liệu thương đan một, đinh. Môn phái điểm cống hiến, 251.000. Ba kiện thương phẩm toàn mua lại về sau, hệ thống tự động đem túng vân bộ, truyền âm thuật bắt cặp vì môn phái công pháp, đan phương cũng tự động bắt cặp đến luyện đan cát. Hai loại công pháp có, khẳng định phải phục chế, quân thường tiếu tốn hao 20 điểm, mỗi người phục chế 1.000 bản, điểm cống hiến sau cùng chỉ còn lại có 5 điểm. Đây tuyệt đối là lên tới môn phái kiến thiết cấp 2 về sau, còn lại thấp nhất tầng thứ, một điểm cảm giác an toàn đều không, quân thường tiếu nỉ non, sau đó kéo ra luyện dược các, điểm tại trung phẩm liệu thương đang bên trên, hưu, luyện chế khung bắn ra tới, trung phẩm liệu thương đang cần 8 loại dược liệu, bởi vì không có tài liệu, toàn bộ biểu hiện là không, quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, nhìn lấy, đến góc cái thời gian đi ngã gia dược tài cửa hàng đi một lần, khi nói chuyện, lại đem túng vân bộ lấy ra đọc qua, thượng phẩm sơ giai thân pháp khẳng định mạnh hơn quỷ túng bộ, hơn nữa còn kế thừa khu mua sắm công pháp đơn giản dễ học ưu điểm. Quân thường tiếu chỉ là dựa theo khẩu quyết cùng trình tự tu luyện nửa canh giờ, liền có sơ bộ lý giải, học nhanh như vậy, khẳng định cũng cùng cực phẩm linh căn có quan hệ. Rất nhiều đệ tử khó có thể tinh thông quỷ túng bộ, có thể để bọn hắn toàn bộ đổi tu túng vân bộ. Quân thường tiếu nỉ non nói, hắn lại đem truyền âm thuật lấy ra, đây là một loại tâm pháp, xác thực nói là tâm linh chi pháp, tu luyện có thành tựu sau, có thể cùng đồng tu kỹ này võ giả thành lập tâm linh liên hệ, cũng làm đến cự ly xa truyền âm, lại điểm trực bạch, cũng là phân phối một cái vô hình điện thoại di động, chỉ cần tại khoảng cách nhất định tín hiệu phía dưới, có thể cùng người khác tức thời trò chuyện. Đáng tiếc không có quy quy cùng uy chát công năng, không thể gửi công văn đi chữ tin tức, cũng không thể đấu muốn, thật là có chút tiếc nuối. Đương nhiên, đối truyền âm thuật lý giải, quyết định truyền tin khoảng cách, có thể đạt tới thiên lý truyền âm tầng thứ, sợ rằng cũng phải tu đến cực hạn đi loại công pháp này để tế vũ đường thành viên học, tuyệt đối sản khoái A. Quân thường tiếu nhếch miệng cười nói, hai loại công pháp, một cái đan phương, tâm huyết dân trào đổi mới, thu hoạch tương đương to lớn, trước tu luyện túng vân bộ, quân thường tiếu ngồi xếp bằng xuống, để tâm tình kích động tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu một đêm lĩnh hội, ngày thứ hai, sáng sớm, các đệ tử theo phòng nhỏ đi ra, lần lượt tiến về ngoại viện diễn võ trường, nhưng, vừa mới tụ tập lại, thì có tiếng người nói, mau nhìn, trưởng môn ở phía trên, phía trên, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liếc nhìn trưởng môn đứng ở trên đại điện, gió mát phất phơ thổi, thổi góc áo dao động, cái này sáng sớm, trưởng môn làm sao đứng ở phía trên. Chẳng lẽ ngắm phong cảnh đào giả tình thao, xoát, nhưng vào lúc này, quân thường tiếu mũi chân điểm một cái, cả người người nhẹ như yến bay lượng cao hơn 10 trượng sau đó rơi ở bên cạnh chết nóc nhà bên trên. Cái này, mọi người trợn mắt hốc mồm đại điện cùng chết phòng chí ít có hơn 20 trượng xa, trưởng môn không chỉ có nhảy qua đi, còn nhảy cao như vậy, cảm giác thật giống như bay lên, xoát, 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 quân thường tiếu hất hất vạt áo, sải bước dọc theo theo chết nóc nhà chạy, nhảy một cái nhảy lên, cực giống bắt cu vận động, các đệ tử thì là càng xem càng kinh hãi. Trưởng môn tốc độ tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng động tác tiêu sái, cảm giác kia liền tựa như tại trong mây mà đi bộ, đạp, Quân thường tiếu chạy một vòng, rơi vào phòng huấn luyện nóc phòng, chân phải hơi dùng lực, người không chỉ có nhảy dựng lên, còn hướng lấy đại điện nóc phòng bay qua. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí, huấn luyện phòng cùng đại điện khoảng cách chí ít có xa 50 trượng, trung gian còn ngăn cách một cái nội viện cửa vào, trưởng môn cái này muốn nhảy qua đi, tuyệt đối cùng bay qua không có gì khác biệt. Xoát, bay vút đi quân thường tiếu, hai tay vòng phía sau, gió mát thổi tóc đen phấp phới, hiển lộ ra tấm kia mặt đẹp trai. Hoàng Mỹ thuyết minh cái gì gọi là phong tao, trưởng môn, bành, ai nha, không có bay qua, trực tiếp đâm vào trụ đại điện, chương 257, trung phẩm liệu thương đan. Quân thường tiếu chỉ tu luyện một đêm, tuy nhiên có thể theo huấn luyện phòng nhảy đến đại điện bên trên, nhưng đủ để chứng minh trong thương thành mua sắm túng vân bộ còn mạnh hơn quỷ túng bộ rất nhiều, trưởng môn thi triển nhất định là thân pháp, chạy thật là đẹp trai, cảm giác, tựa như bay lên, thể dục buổi sáng qua đi, các đệ tử nghị luận vừa rồi trưởng môn bên ngoài viện nóc phòng phát khu một màn, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng hâm mộ, không cần hâm mộ, bởi vì quân trưởng môn sưng mặt về sau, đi ra đại điện, đem túng vân bộ cùng truyền âm thuật phát thả ra, cầm tới hai loại công pháp đệ tử, đều kích động cùng hưng phấn, đa tại trưởng môn, mọi người cùng kêu lên cao giọng nói, cuối cùng, thiết quốc phái tại công pháp phía trên lại nhiều một loại thân pháp cùng một loại tâm linh chi pháp, có thể nói càng thêm toàn diện làm trong thương thành công pháp đệ tử chỉ cần học tự nhiên sẽ bị hạn chế vô luận phản bội chạy trốn trục xuất chờ một chút đều sẽ tước đoạt hết thảy trí nhớ chính là loại này hạn chế mới khiến cho quân thường tiếu không kiên nể gì cả sao chép được vô điều kiện cấp cho cho đệ tử đi tu luyện dạ tinh thần cũng lĩnh tới công pháp nhưng lật ra túng vân bộ nhìn thấy phẩm chất nhưng là phẩm sơ dai hai đầu lông mày nhất thời nổi lên khinh thường tới ân ừ. sơ qua lĩnh hội về sau cả kinh nói Thân pháp này so ta tu luyện độ bộ Du Long còn mạnh hơn, hàng có tốt hay không so sánh thì biết, chúng ta giả đế đại nhân chỉ từ khẩu quyết cùng trình tự phía trên liền có kết luận, còn truyền âm thuật thì càng khiếp sợ, bước vào vũ vương sẽ ngưng tụ linh niệm, có thể tiến hành linh hồn tầng thứ truyền âm, nhưng lấy công pháp hình thức sớm làm đến, liền có chút khủng bố, thật không thể tin, thật không thể tin, giả đế đại nhân bởi vì đã từng là vũ đế, cho nên biết được truyền âm thuật công hiệu về sau lại so với đệ tử khác càng lộ vẻ chấn kinh, bình tĩnh, tu luyện, bởi vì trưởng môn phát xuống hai loại công pháp, thiết quốc phái đệ tử tạm thời từ bỏ đi lịch luyện tháp lịch luyện, mà chính là đem tâm thần toàn bộ ném tại tu luyện vũ kỹ bên trên, vài ngày sau, đem ống kính đi lên rồi, sau đó nhìn xuống, liền thấy ngoại viện trên nóc nhà, từng người từng người đệ tử người thi triển túng vân bộ tại tiêu sái nhảy tới nhảy lui. Thân pháp bên trên có thật tốt thiên phú Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi hai người, lĩnh hội năm ba ngày về sau, càng theo huấn luyện trên phòng nhảy đến đại điện bên trên. A a a, Lý Thượng Thiên cũng phiêu qua đến, nhưng không thể thành công, từ giữa không trung kêu thảm đâm vào đại điện lập lên, sau đó ngã tắm xuống tới. Tế vũ đường thành viên cũng luyện tập một phen về sau, từ bỏ quỷ túng bộ, bắt đầu tu luyện túng vân bộ, trưởng môn, Lê Lạc Thu cười nói, người thân Pháp này, hoàn toàn là vì ta tế vũ đường lượng thân mà làm, truyền âm thuật đâu. Quân thường tiếu nói, cũng thế, Lê Lạc thu lập tại hậu sơn trên tảng đá, trong lòng nghĩ non nói, nàng đã đem truyền âm thuật tu luyện có thành tựu, mặc dù mới vừa mới nhập môn, lại có thể cùng trong đại điện quân thường tiếu tiến hành câu thông, lúc này mới mấy trăm trượng xa, theo lĩnh ngộ khắc sâu hơn, tất nhiên sẽ đề bạc khoảng cách, đến lúc đó một cái đứng tại môn phái, một cái đứng tại thanh dương thành, đều có thể tiến hành tâm hồn giao lưu, túng vân bộ, truyền âm thuật hai loại công pháp đối tế vũ đường thành viên tới nói tuyệt đối lượng thân mà làm về sau hành động sẽ nhanh hơn giao lưu hội dễ dàng hơn truyền âm thuật tác dụng còn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thể nghiệm đi ra tỷ như sư huynh chúng ta cùng đi căng tin ăn cơm đi chờ một chút ta đang thay quần áo hai tên đệ tử một cái bên ngoài viện một cái tại nội viện đang tiến hành truyền âm giao lưu dạ sư đệ có muốn cùng đi hay không lịch luyện tháp lịch luyện tiêu tội kỹ cũng tại lấy truyền âm thuật cùng dạ tinh thần câu thông, khá lâu, dạ đế đại nhân đáp lời, đi, trưởng môn, sư huynh, sư đệ, ăn cơm, liễu biển thi trực tiếp tại tâm linh bên trên tiến hành toàn thể trò chuyện, hoàn toàn không cần mỗi ngày đứng tại cửa ra vào hô to, tu luyện truyền âm thuật, thiết cốt phái đệ tử tại thường ngày giao lưu bên trong thêm thuận tiện, để tế vũ đường thành viên chăm chỉ tu luyện, tranh thủ có thể tại thanh dương quận bất luận cái gì khu vực, cũng có thể làm đến tức thời truyền âm. Quân thường tiếu nói, truyền âm thuật chân chính giá trị, chỉ có tại truyền lại trên tình báo, mới có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Lê Lạc Thu nói, không kém nhiều nhất một tháng thì có thể làm được đi. Từng, quân thường tiếu gật gật đầu, sau đó đem môn phái sự vụ giao cho nàng, khởi hành tiến về Hồ Dương Thành. Xoát, 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 túng vân bộ thi triển ra, quân trưởng môn tại trong sơn giả bay vút đi, khi thì theo đại thụ che trời sông tới, nghiêng hướng bên ngoài hơn 10 trượng khác một cây đại thụ nhảy qua đi. Sau 20 phút, quân thường tiếu đứng ở hồ Dương Thành cửa thành. Trước kia đến hồ Dương Thành, dựa vào quỷ túng bộ phải cần 30-40 phút. Phải biết, dựa vào động sát chi phù, quân thường tiếu đối quỷ túng bộ hiểu thành cực hạn. Túng vân bộ cũng mới vừa tu luyện 4 năm ngày, khoảng cách cực hạn còn kém xa lắm đây. Ngã gia dược tài cửa hàng, ngã thượng thắt vội vã mà đến, chắp tay nói, quân trưởng môn tới chơi, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi gia chủ đi linh dương quận ngã gia hết thảy sự vật tạm thời do hắn quản lý ngã thượng thắc mỗi lần nhìn thấy quân thường tiếu trong lòng đều có cảm khái bởi vì lẫn nhau tại kiến lập quan hệ hợp tác trước còn từng phát sinh qua mâu thuẫn hắn thường xuyên đang suy nghĩ nếu như lúc ấy thua với hắn lòng có không phục mang gia tộc người tiếp tục đến tìm phiền toái đem mâu thuẫn khuếch đại hiện tại lại là cái gì cục diện nghĩ đến linh tuyền tông kết cục cùng hạo khí môn thảm bại ngã thượng khắc ra kết luận là gia tộc không phải nguyên khí đại thương chỉ sợ sẽ là bị diệt ngã trưởng lão quân thường tiếu chống đỡ qua một trương dược tài đơn nói phía trên này tài liệu quý điếm nhưng có hàng có sẵn ngã thượng khắc nhận lấy cúi đầu nhìn kỹ một lần ngưng trọng nói quân trưởng môn ngươi cái này tám loại dược liệu đều là cao phẩm dược tài giá cả không ít nha tiền không là vấn đề quân thường tiếu nói ngã thượng khắc nói quân trưởng môn xin chờ một chút ta để mã trưởng quỷ nhìn xem, tồn kho bên trong có bao nhiêu tám loại dược liệu, tám loại dược liệu làm một phần, hiểu rõ, không bao lâu, ngã thượng khắc trở về, nói, đi qua kiểm kê, quân trưởng môn cái này tám loại dược liệu, ta ngã gia tạm thời chỉ có thế gom góp 20 phần, 20 phần tuy nhiên ít, nhưng so không có mạnh, quân thường tiếu nói, bao nhiêu tiền, 20 phần dược tài cần 20 vạn lượng. Ngã thượng khắc nói, quân thường tiếu ngạc nhiên nói, đắt như thế. Sơ phẩm liệu thương đang dược tài một phần mới mấy trăm lượng, bên trong phẩm liệu thương đang dược tài một phần mười ngàn, khoảng cách thật là quá lớn. Hệ thống nói, trị liệu khai mạch vũ đồ đang dược có thể cùng trị liệu vũ sư vũ tông đang dược so sao, không thể so sánh, vậy giá cao như vậy thì đúng rồi. Nói rất có đạo lý, quân thường tiếu nói, ngã trưởng lão, cái này 20 phần dược tài quân mổ muốn hết, ký kết mua bán hợp đồng đi, được, định ra mua bán khế ước, ký tên đồng ý, cáo từ đạt được mình muốn đồ, vật về sau, quân thường tiếu trở lại về môn phái, để hắn im lặng là, theo rời đi hồ dương thành liền bắt đầu luyện chế trung phẩm liệu thương đan, cho đến sáng sớm hôm sau mới đưa 20 khỏa toàn bộ luyện chế hoàn thành, vẻn vẹn theo sơ phẩm thay đổi là trung phẩm, liền hao phí thời gian dài như vậy luyện chế, đem lớn hơn một vòng liệu thương đan lấy ra, quân thường tiếu nỉ non nói, cái đồ chơi này nếu như cầm tới thị trường đi bán, làm sao cũng phải bán cái 3 năm triệu a. Chương 258, nhiệt tình lịch Dương Thành thành chủ. Tại tinh vẫn đại lục, đẳng cấp cao võ giả bị thương tỷ lệ muốn so đẳng cấp thấp võ giả cao rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì thấp tu vi võ giả cẩn thận, đi ra ngoài bên ngoài đa số điệu thấp, cao tu vi võ giả còn ngưu khí hống hống, thường thường lại càng dễ gây chuyện thị phi hoặc mạo hiểm. Cho nên trung phẩm liệu thương đang mặc hướng vũ sư, vũ tông, tại diện tích che phủ phía trên không bằng khai mạch cùng vũ đồ, nhưng tuyệt đối lại càng dễ bán đồng tiền lớn. Nếu như không phải ngại lộ có chút xa, quân trưởng môn có thể sẽ cho ngã gia chủ đưa mấy khỏa, để hắn thuận tiện đấu giá, công pháp cấp cho, đang dược cũng luyện chế. Một chuyện khác đưa vào danh sách quan trọng, cái kia chính là chiêu mộ đệ tử, nhắc tới cũng kỳ. Từ lần trước chiêu mộ 500 chỉnh hậu, đến nay không ai báo danh, cái này khiến quân thường tiếu phiền muộn. Ta đều đem hảo khí môn hung hăng dẫm tại dưới chân, Thanh Dương quận các thiếu niên chẳng lẽ không nên chen chút mà tới sao? Như thế ánh mắt thiển cận, không phải Thanh Dương quận người ánh mắt thiển cận, mà chính là trải qua bách tông chiêu mộ, thích hợp môn phái các thiếu niên phần lớn đều môn phái, còn lại không nhiều tư chất vô cùng kém cỏi, thậm chí ngay cả đê phẩm linh căng đều không. Huống hồ, quân trưởng môn đưa lên quảng cáo, chỉ ở Thanh Dương Thành cùng Hồ Dương Thành, hắn sáu cái thành trì, cho dù có phụ mẫu muốn đem hài tử đưa đến thiết cốt phái, nhưng mà sợ Hạo khí môn cùng Bách Tông Liên Minh, thì trước mắt nhìn, thanh dương quận thích hợp môn phái thiếu niên đã rất ít, lại bởi vì có rất nhiều kiên kỵ, đệ tử chiêu mộ sẽ rất khó khăn. Không được, không được, Quân Thường Tiếu nói, nhất định phải nhanh chiêu đầy, không nói mở ra môn phái nhiệm vụ thăng cấp kiến thiết, chí ít cũng có thể thu được mấy trăm điểm điểm cống hiến a, chỉ có 5 điểm cống hiến giá trị, hắn cũng không dám mở linh lực trận cùng đại trận hộ phái, bởi vì hai ngày thì đốt trụi một phen trù tính sao, quân trưởng môn quyết định không thể chờ người khác tới báo danh, phải chủ động xuất kích, đi các thành lớn tuyên truyền. Thanh Dương quận 8 tòa thành trì, sáu mặt khác phải lần lượt đi, cho nên trước hết đi lịch Dương Thành đi. Tội kỹ, quân thường tiếu nói, ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Đúng, tiêu tội kỹ tuân mệnh, nếu như đổi lại trước kia, đi lịch Dương Thành có thể sẽ xoắn suýt, bây giờ tu vi đề bạc lên. Trầm Luân Thiên mới lần nữa khôi phục trước kia quảng trường, đương nhiên sẽ không để ý quân thường tiếu lại chọn lựa mấy cái tên đệ tử, phần lớn đều là ngoại môn, tư chất thường thường rất phổ thông, nhưng thực lực tất cả ba ngũ phẩm vũ sư tầng thứ. Hắn đây là muốn nói cho thế nhân, ta thiết cốt phái, dù là không có ưu tú tư chất, tại bổn tọa bồi dưỡng hạ, một dạng có thể trở nên càng mạnh, lịch dương thành, quân thường tiếu lần thứ hai đứng ở cửa thành miệng, sau lưng tùy tùng hai ba mươi tên đệ tử, bọn họ từng cái ngửa đầu ưỡn ngực, bộc lộ ra xương cốt cứng rắn chi khí là thiết cốt phái bọn họ tại sao lại đến ra ra vào vào võ giả thấp giọng nghị luận tham gia môn phái thi đấu rất nhiều người đều trào phúng cùng xem thường mà theo thiết cốt phái đoạn thời gian gần nhất làm qua đại sự đã sớm hóa thành kính sợ cái này không được trong thành rộng rãi trên đường cái võ giả nhao nhao sớm nhường đường quân thường tiếu mang đệ tử xuôi theo đường phố chính trực tiếp mà đi sau cùng đứng ở phủ thành chủ trước chắp tay nói thiết cốt tranh tranh phái trưởng môn quân thường tiếu đặc biệt tới bái phỏng ngao thành chủ phủ thành chủ thủ vệ nghe xong vội vàng đi vào bẩm báo không bao lâu mặt mũi tràn đầy râu quai nón ngao thành chủ đi tới chắp tay cười nói quân trưởng môn mời vào bên trong trên đường phố võ giả mắt trợn tròn thiết quốc phái gần nhất tuy nhiên danh tiếng luôn rực rỡ nhưng chung quy có điều bác lưu môn phái có tài đức gì sẽ nhường ngao thành chủ tự mình đi ra ngoài nghênh đón quân thường tiếu chắp tay một cái mang đệ tử tại trước mắt bao người tiến vào phủ thành chủ Đại trưởng lão, tiêu gia, tam trưởng lão từ bên ngoài đi vào đại sảnh, có chút tức giận nói: Thiết cốt phái trưởng môn mang đệ tử đến lịch dương thành, đang uống trà đại trưởng lão sắc mặt nhất thời âm trầm nói: Phế vật kia đến không có, tới. Tam trưởng lão nói: răng rắc. Đại trưởng lão bóc nát chén trà, ánh mắt nổi lên một nửa tức giận cùng một nửa sát ý. Môn phái thi đấu, tiêu tội kỹ đoạt giải quán quân, đánh tiêu gia hung hăng một bạt tai, hắn khó có thể nuốt xuống một hơi này liền phái sát thủ ở ngoài thành ám sát, tuy nhiên sau cùng thất bại, tốt xấu không có bại lộ thân phận. Nếu như tiêu gia biết đoạn thời gian trước gia tộc gặp đại nạn, thương tổn đức gân xương lại nguyên khí đại thương, hoàn toàn xuất từ quân trưởng môn an bài, liền sẽ minh bạch đến cùng có hay không bại lộ thân phận, tới làm cái gì? Đại trưởng lão thanh âm lạnh lẽo âm u nói, tam trưởng lão nói, bái phỏng ngao thành chủ, hừ, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, Ngao thành chủ cùng Tần Hạo Nhiên quan hệ không tệ, thiết Cốt phái tới kết thù kết quán, đi bái phỏng không phải liền là tự chuốt nhục nhã à. Cái này, tam trưởng lão nghĩ một lát, nói, Ngao thành chủ tự mình đi ra ngoài nên đón cái kia quân thường tiếu. Đại trưởng lão trừng to mắt, Ngao thành chủ người này rất ưa thích sĩ diện, dù là hắn tiêu gia gia chủ tự mình đi bái phỏng, cũng chưa từng ra nên tiếp qua. Một cái bác lưu môn phái có tư cách gì, để nhất thành chi chủ tự mình nên đón, bởi vì căm thù tiêu tội kỹ liên kết với thiết quốc phái cũng cho căm thù, hoàn toàn xem nhẹ, chính là như vậy bác lưu môn phái lại có thể chiến thắng hạo khí môn. Hỏi một câu, người tiêu gia có thể làm được sao, làm không được, thanh dương quận bên trong trường ngũ lưu thương sơn phái, ai cũng làm không được, cho nên, dạng này môn phái, nhất thành chi chủ tự mình ra nghênh tiếp, lại có vấn đề gì, ngao thành chủ không chỉ có tự mình nghênh đón, đến đến đại sảnh còn đem phụng làm khách quý, nói chuyện với nhau thời điểm cũng vô cùng nhiệt tình quân thường tiếu chính mình cũng có chút ngây người. Chẳng lẽ ta hiện tại đã treo đến có thể cho thành chủ để lấy lòng cấp độ sao? Phái đệ tử tham gia Bình Dương quận, Hà Dương quận, Hoa Anh quận môn phái thi đấu, đồng đều thu hoạch được vô địch, thiết cốt phái tại quân trưởng môn quản lý phía dưới càng cường đại A. Ngao thành chủ cười nói, thì ra là thế, khó trách nhiệt tình như vậy, nguyên lai nhận được tin tức, đâu chỉ Ngao thành chủ, mặt khác bảy tòa thành trì thành chủ cũng lần lượt nhận được tin tức mới đầu khi biết thiết cốt phái đệ tử dạ tinh thần cầm xuống bình dương quận vô địch bọn họ cũng chỉ là biểu lộ khẽ giật mình chỉ phái phái một tên đệ tử liền cầm xuống bát đẳng quận môn phái thi đấu cái này xác thực khiến người ta thật bất ngờ thành nào đó chủ thậm chí đang nghĩ bình dương quận có phải hay không toàn phái hạng hai đệ tử không có đem đệ tử tinh nhuệ điều tới đây chứ sau đó lý thanh dương đoạt được hoa anh quận luận võ đại hội vô địch tin tức truyền tới các thành chủ thì là thần sắc ngốc trệ đây chính là có rất nhiều tà phái quận a mỗi khi gặp luận võ đại hội liền sẽ chết không ít người dự thi thiết cốt phái đệ tử cái này đều có thể đoạt giải quán quân không có việc gì không có việc gì còn có thế khống chế một chút tâm tình mình sau cùng làm tiêu tội kỹ cầm xuống hà dương quận môn phái thi đấu vô địch về sau các thành chủ trồng mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài hai cái bác đẳng quận môn phái thi đấu một cái tà phái chiếm đa số luận võ đại hội thiết cốt phái phái ba tên đệ tử xuất chiến thu hoạch được tam quan, đây tuyệt đối dọa người A, Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi tham gia biến cố, bởi vì khoảng cách xa xôi, tin tức tạm thời còn không có truyền tới, nếu không, Thanh Dương quận các thành chủ trong mắt chắc muốn bắn ra đi, ngao thành chủ, quân thường tiếu trở lại chuyện chính nói, quân mỗi lần này đến đây, là muốn tại quý thành trì chiêu mộ đệ tử, còn mời cho cho phép, chương 259, Giang Hồ Quy cũ, Nguyên Lai like muốn tại ta thành trì chiêu mộ đệ tử nha, Ngao Thành Chủ nói, có thể là có thể có điều ngao mổ muốn thanh minh một chút lịch dương thành cùng tần minh chủ từng có miệng ước định nội thành thiếu niên chỉ có thể bách tông liên minh dưới cờ môn phái thật sao quân thường tiếu thiêu thiêu mi tần hạo nhiên cũng dám tại lịch dương thành chơi lũng đoạn a cái này khiến không có liên minh môn phái còn thế nào chơi mặt khác mấy cái tòa thành trì cũng có miệng ước định nói tóm lại chỉ muốn đạt tới tu luyện võ đạo độ tuổi thiếu niên chọn môn phái nhất định phải là bách tông liên minh không có thể chờ bách tông chiêu mộ hắn khu vực môn phái cũng được nói tới nói lui vẫn là bách tông liên minh chính là đổi khác biệt thành trì mà thôi đây cũng là vì sao mới xuất hiện môn phái vót nhọn đầu xâm nhập bách tông liên minh bởi vì một khi thì có chiêu mộ đệ tử quyền hạn năm đó vương trưởng môn không phải cũng mời khách ăn cơm chắp nối mới để tránh mạnh lẫn vào bên trong trở thành liên minh một tên thành viên đây nếu không lúc trước bách tông chiêu mộ cũng không có tư cách tham gia ngao thành chủ quân thường tiếu nói ta thiết cốt nếu như cứng rắn muốn tại lịch dương thành chiêu mộ đệ tử đâu không phải không được ngao thành chủ nói nhưng quân trưởng môn sợ tiêu rồi đến bách tông liên minh chống lại tính sơ sơ sẽ tìm đến phiền phức nếu như đổi lại trước kia hắn khẳng định không cho phép không có bách tông liên minh thiết cốt phái tại trong thành trì chiêu mộ đệ tử bởi vì vậy hội đắc tội tần minh chủ nhưng bây giờ tâm tính thay đổi ba tên đệ tử đoạt được ba cái vô địch chỉ cần ai quy người bình thường đều sẽ minh bạch thiết cốt phái tuy là bác lưu môn phái, nhưng thực lực cùng tiềm lực phi thường to lớn, bởi vì một cái tầng hạo nhiên, đi đắc tội một cái chính đang nhanh chóng quật khởi môn phái, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, còn nữa, chỉ là ước định bằng mồm. Thiết cốt phái trưởng môn cứng rắn muốn tại thành trì chiêu mộ đệ tử, chính mình cũng không thể đem người đuổi đi đi, không muốn để cho hắn chiêu mộ, có thể, các ngươi bắt tông liên minh đến khoanh người đi, ngao thành chủ ý là, giữa các ngươi sự việc, chính các ngươi xử lý, ta mở một mắt nhắm một mắt người nào đều không được tội quân thường tiếu tự nhiên năng nghe ra hắn lời thuyết minh chắp tay nói hôm nay ta thiết cốt phái lại ở lịch dương thành chiêu mộ đệ tử bách tông liên minh nếu như dám gây phiền toái đó chính là ta cùng giữa bọn hắn sự việc ngao thành chủ tượng trưng hiện ra một bộ thật khó khăn bộ dáng môn phái thi đấu mảnh đất bên ngoài trên quảng trường thiết cốt phái mặc tiền dựng mà thành các đệ tử phân tán tại mỗi cái đường đi gặp người thì cấp cho chiêu mộ truyền đơn chỉ chốc lát sau toàn bộ lịch dương thành thì biết hết nói thiết cốt tranh tranh phái cùng đi sáng tạo mộng tưởng tụ thiên hạ anh tài chiêu hiền lương năng sĩ thiết cốt tranh tranh phái ngươi nên tin cậy truyền đơn phía trên viết ngắn gọn chưa mộ ngữ thật sâu kích thích rất nhiều thiếu niên phụ mẫu cùng võ tu có muốn mang hài tử nhà mình đi báo danh xúc động ngao thành chủ cùng tần minh chủ có ước định nội thành đến thích hợp tu luyện võ đạo tuổi trẻ năm phải ưu tiên bách tông liên minh thiết quốc phái công nhiên ở đây chiêu mộ đệ tử, không phải gây sự sao, nhắc tới cũng kỳ, ngao thành chủ làm sao lại đồng ý đâu, theo ta thấy, loại này chiêu mộ đệ tử, là giữa các môn phái sự việc, ngao thành chủ không muốn cùng lấy quái nhiễu, cho nên lựa chọn không đếm xỉa đến, bách tông người liên minh nếu như biết việc này, khẳng định ngồi không yên, rất nhiều võ giả trong thành nghị luận, cũng bắt đầu dự đoán, không lâu sau đó, chỉ sợ sẽ có náo nhiệt nhìn, quả nhiên, Thiết quốc phái vừa đem chiêu mộ tin tức thả ra, không có hai canh giờ, lịch dương thành khu vực mười mấy tên môn phái lớn nhỏ lão đại tập kết, trùng trùng điệp điệp giết tới, quân thường tiếu, hổ khiếu tông tông chủ quát lạnh nói, tại đây lịch dương thành, người thiết quốc phái không có tư cách chiêu mộ đệ tử, quân thường tiếu hai cái chân khoát lên trên bàn báo danh, thân thể tựa ở thành ghế, hai tay ôm ngực cười nói, vì cái gì, bởi vì, vừa nói hai chữ, hổ khiếu tông tông chủ vô ý thức lui hai bước, bởi vì thiết cốt phái đệ tử dựa vào sau lưng trưởng môn, từng cái trợn mắt nhìn, tham gia bách tông chiêu mộ lúc, quân thường tiếu giữ cửa mặt khoát lên trường đao môn cùng hổ khiếu tông trung gian, dẫn tới hai phái đệ tử bất mãn, đem hắn vây quanh, hung thần ác sát trừng mắt, khi đó thiết cốt phái vô cùng yếu, chỉ có đệ tử lục thiên thiên một tên, bị thế nhân chế dễ cùng xem thường, thậm chí coi như không khí, bây giờ, tại thanh dương quận, trừ thương sơn phái bên ngoài, còn có thế lực nào dám đơn độc đi đối mặt không ai dám đơn độc cho nên chỉ có thể kết bè kết đội người thiết quốc phái ngưu bức dám cùng toàn bộ thanh dương quận thế lực là địch sao quân thường tiếu một danh môn phái lão đại cả giận nói ngươi đã rời khỏi liên minh nên tuân thủ giang hồ quy cũ không thể tại thanh dương quận thành bên trong chiêu mộ đệ tử ngày thường bọn họ có thể sẽ không đi trêu chọc thiết quốc phái nhưng đến từ nhà địa bàn chiêu mộ đệ tử phàm là có tính khí khẳng định không nhẫn được vì cái gì bởi vì cái này muốn để thiết cốt phái chiêu mộ đệ tử, từ gia môn phái cùng bách tông liên minh mặt mũi còn đâu. Việc quan hệ nguyên tắc cùng vấn đề mặt mũi, dù là biết đối phương có thể cùng hạo khí môn so tay, cũng phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Quân thường tiếu đem chân buông xuống, hai tay ôm ngực, cười nói, người nào thực lực mạnh, người nào lời nói có trọng lượng, không phải liền là giang hồ quy củ sao, lời này một điểm mau bệnh đều không. Hạo khí môn mạnh, bách tông liên minh mạnh, cho nên giang hồ quy cũ là bọn họ định quân thường tiếu đã đến lịch dương thành chiêu mộ đệ tử chính là muốn đánh vỡ bọn họ định ra giang hồ quy cũ thành lập chính mình giang hồ quy cũ thoát ly bách tông liên minh không muốn cùng một đám rác rưởi làm bạn cũng là nghĩ thu hoạch được tự do xuống núi chiêu mộ đệ tử liền đại biểu hắn thiết cốt phái muốn cùng thế tranh nhau phát sáng chư vị quân thường tiếu ánh mắt quét qua các phái lão đại thản nhiên nói bổn tọa hết lần này tới lần khác muốn tại lịch dương thành chiêu mộ đệ tử, người nào nếu không phục có thể tuyên chiến, ta thiết cốt phái ai đến cũng không có cự tuyệt, ai đến cũng không có cự tuyệt bốn chữ, đem một cái môn phái chi chủ cùng chảnh bá khí rơi tới tận cùng bày ra, tiêu tội kỹ bọn người phối hợp trưởng môn, thể nội linh năng vận chuyển, hội tụ quanh thân, trong nháy mắt làm nổi ra phi thường cường đại khí thế, đã từng, thiết cốt phái chỉ có một tên đệ tử, hiện tại, thiết cốt phái có một đám yêu nghiệp đệ tử, không còn là bất luận kẻ nào gặp đều có thể phun một bãi nước miếng cũng tùy ý trà đạp bất nhập lưu môn phái. Ngươi không phục, vậy liền đến chiến A, vây xem võ giả mắt thấy thiết cốt phái, đối mặt nhiều môn như vậy phái lão đại tuyệt không hư, nhất thời bội phục đầu rạp xuống đất, tại Thanh Dương quận, Bách Tông Liên Minh là tuyệt đối quyền nói chuyện, bọn họ sẽ không nghĩ tới, có một ngày, có một cái môn phái dám công nhiên khiêu chiến, chẳng lẽ sắp biến thiên gặp thiết cốt phái lớn lối như thế, các phái lão đại ánh mắt nổi lên lửa giận càng mãnh liệt, một tên tức giận không suy nghĩ, ai quy sụp giảm bát lưu môn phái lão đại cả giận nói, thôi hai mươi cũng muốn lĩnh giáo một chút quân trưởng môn cao chiêu, thật có lỗi, quân thường tiếu lắc đầu nói, thực lực ngươi quá cùi bắp, bổn tọa không muốn ra tay, tội kỹ, dương dương tay, nói, từ ngươi bồi vị này môn phái lão đại qua mấy chiêu đi, ra tay đừng quá hung ác, miễn cho náo chết người tới, đúng. Tiêu tội kỹ đi tới, chỉ hướng khía cạnh giao đấu đài, nói, vị này lão đại, mời đi. Chương 260, nam nhân chân chính lại trở về. Để đệ tử đến cùng mình so chiêu, còn nói khác ra tay quá ác, đây là tại trần trụi xem thường chính mình. Kim Long môn thôi môn chủ cả giận nói, quân thường tiếu, ngươi, đừng nói nhảm. Quân thường tiếu ngắt lời nói, đánh bại ta đệ tử, bổn tọa lập tức lấy đi mặt tiền trở về thiết cốt phái, từ đó không hề xuống núi chiêu mộ đệ tử. Hổ khiếu tông tông chủ theo sát đi tới, thấp giọng nói, thôi môn chủ, tên này đã như vậy phách lối, vì bách tông liên minh, lên sân khấu đánh với đệ tử một trận lại như thế nào. Móa, Người đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta đường đường đứng đầu một phái cùng một cái môn phái đệ tử giao đấu, coi như thắng cũng không vẻ vang. Thôi môn chủ ngược lại không kiên kỵ tiêu tội kỹ, mà là bởi vì thân thể phần quan hệ, đi cùng hắn giao đấu tính toán chuyện gì xảy ra đây vì bách tông liên minh, thôi môn chủ mời ra đánh đi. Tên kia quá phách lối, giáo huấn một chút đệ tử, vì mọi người xuất ngụng ác khí, nhiều người nhìn như vậy, thôi môn chủ có thể chịu sao? Các phái môn phái lão đại thuyết phục, người nha, liền sợ nhất, thôi môn chủ không chịu nổi, thỏa hiệp nói, tốt, thôi mổ liền đến lĩnh giáo một chút, này môn phái thi đấu vô địch được chủ thực lực, môn phái thi đấu vô địch mấy chữ nói phá lệ vang dội, đây là tại nói cho vây xem võ giả đối phương không phải phổ thông đệ tử khác cho là mình lấy mạnh hiếp yếu mời thôi môn chủ cùng tiêu tội kỹ đứng đang tỷ đấu đài đứng đầu một phái cùng môn phái đệ tử loại thân phận này địa vị cách xa chiến đấu rất ít gặp tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên ta nghe nói thôi môn chủ đoạn thời gian trước bước vào tam phẩm vũ sư tiêu tội kỹ mặc dù đoạt được thi đấu vô địch nhưng khẳng định khó có thể chống lại a quân trưởng môn có thể cùng tần minh chủ nhất chiến vì cái gì không tự mình ra tay đâu thua thì trở lại về môn phái không hề xuống núi chiêu mộ đệ tử. Đây là đối đệ tử cỡ nào tự tin a à. Bành. 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 Trên đài giao đấu, hai người đã chiến lên. Nghị luận võ giả nhau nhau nhìn lại. Ánh mắt dần dần ngốc trệ. Cũng hiểu rõ quân trưởng môn là sao không xuất thủ. Bởi vì môn phái đệ tử đủ để đảm nhiệm. Bởi vì chiến đấu bắt đầu về sau. Một đôi quyền đầu điên cuồng nện thôi môn chủ. Nện hắn chỉ có thể phòng thủ. Chỉ có thế không ngừng lùi lại. Bành không bao lâu ngột ngạt tiếng quyền truyền đến thôi môn chủ hoa lệ bay ra đài trùng điệp ngã trên mặt đất người cũng làm xuân ngất đi t mọi người hít một hơi lãnh khí bách tông liên minh các phái lão đại trận tròn con mắt đạt tới tam phẩm vũ sư thôi môn chủ bị tên kia đánh bay đánh ngất đi đây cũng quá khủng bố đi tiêu tội kỷ lập trên đài rất bất đắc dĩ địa lắc đầu công kích mình liền làm nóng người cũng không tính là tên kia thì chịu không nổi quân thường tiếu thản nhiên nói rác rưởi mọi người trầm mặt, vẻn vẹn một tên môn hạ đệ tử liền có thể nện tối tâm tam phẩm vũ sư, còn có thể nói cái gì? Quân thường tiếu ánh mắt quét tới, quét vào các phái lão đại trên mặt, thẳng nhiên nói, ta nói cái này rác rưởi, bao quát ở hiện trường chư vị, lời vừa nói ra, nhất thời khiêu khích nhiều người tức giận, không phục, quân thường tiếu chỉ trên đài, nói, có thể tiếp tục lên sân khấu cùng đệ tử ta nhất chiến, vẫn quy củ cũ, thắng hắn, bổn tọa trở lại về trên núi không hề xuống núi chiêu mộ đệ tử, ta tới, hổ khiếu tông tông chủ cất bước đi lên, tiêu tội kỹ nhìn ra được, tên này đối trưởng môn vô cùng căm hận, cho nên giao đấu bắt đầu, cũng là nghiêm túc, nhất thời đem hắn nện trên đài xung quanh vòng, phù phù, cuối cùng, lên sân khấu không có 2 phút đồng hồ hổ khiếu tông tông chủ, liền bị cùng phong bạo vũ dưới nắm tay ầm vang đổ vào dưới đài, người cũng bất tỉnh đi, theo thương thế nhìn, muốn so thôi môn chủ nặng, tiếp tục, tiếp tục, quân thường tiếu nói, bổn tọa cho phép chư vị rác rưởi lấy xa luân chiến cùng đệ tử ta giao đấu. Lời nói này là thật phách lối, nghe hắn nói như thế, liên minh lão đại nhất thời không có bận tâm, một cái tiếp một cái lên sân khấu, một cái tiếp một cái bị đánh xuống đài. Sau 30 phút, bị tiêu tội kỹ đánh ngã các phái lão đại thì có 10 người, bình quân 3 phút đồng hồ xong một cái, xem chiến vũ giả toàn bộ trừng to mắt, hé miệng, lên sân khấu không phải đệ tử, là môn phái lão đại A. Ngày bình thường cái nào không phải cao cao tại thượng, bây giờ bị thiết cốt phái đệ tử nệnh ngất đi, quả thực nằm mơ đều không mơ tới qua, càng để bọn hắn sụp đổ là, trải qua 10 cuộc chiến đấu tiêu tội kỹ, ngạo nghễ đứng trên đài, cái trán đều không xuất mồ hôi hột tới, điều này nói rõ cái gì, nói rõ tuyệt không mệt mỏi, vũ đồ cảnh giới, lại khủng bố như vậy, tiêu tội kỹ cường thế, triệt triệt để để chấn kinh lịch dương thành đám võ giả, cũng chấn kinh nơi xa đài cao quan chiến ngao thành chủ một khắc này, hắn rốt cục thật sự hiểu là sao đối phương có thể cầm xuống Hà Dương quận môn phái thi đấu, thì loại này nện vũ sư sinh hoạt không thể tự lo liệu thực lực, dù là đi tham gia càng cao quy cách biến cố, cũng có thể thỏa thỏa đoạt giải quán quân A, thiết quốc phái không đơn giản, không đơn giản, ngao thành chủ vô cùng may mắn, vừa rồi không có cự tuyệt quân thường tiếu trong thành chiêu mộ đệ tử, nếu không chẳng khác nào đứng tại Bách Tông Liên Minh đầu này, hắn đem cho đắc tội, hắn trưởng quản lịch Dương Thành, tính toán nhất phương thế lực nhưng không tính môn phái cho nên không cần thiết đi đắc tội một cái tiềm lực vô hạn thiết cốt phái còn có người lên đánh với ta một trận sao tiêu tội kỹ đứng trên đài ngạo nghễ gắt tay nói trước kia ở lại thành trì ngay trước vô số võ giả mặt đem một đám môn phái lão đại đánh bại để hắn tìm về phong quan vô hạn cảm giác đây cũng là vì sao quân thường tiếu muốn dẫn tiêu tội kỹ đến lịch dương thành mà không phải mang lý thanh dương hoặc giả dạ tinh thần ta đệ tử bảo bối Lịch Dương Thành là người quen thuộc nhất địa phương, từng ở chỗ này mất đi một tên võ tu tôn nghiêm cùng vinh dự, ngày hôm nay ngay ở chỗ này toàn bộ đòi lại đi, đòi lại, còn vượt xa, tiêu tội kỹ cùng đánh 10 tên môn phái lão đại, mang đến có tính chấn động phi thường cường liệt. Nam nhân chân chính lại trở về, Lịch Dương Thành võ giả rốt cuộc tiếp nhận sự thật, rốt cuộc minh bạch, lúc trước môn phái thi đấu đoạt giải quán quân, không là đồng môn nhường lại, người nào tức nhất, người nào giận nhất, tiêu gia gia tộc bọn họ cao tầng xa xa đứng tại quán trà bên trên nhìn lấy bị đuổi ra ngoài phế vật lấy cường giả chi tư nhìn xuống dưới đài liên minh các phái lão đại biểu hiện trên mặt tựa như ăn mảnh một dạng khó coi đúng vào lúc này tiêu tội kỹ quay đầu đến ánh mắt đi qua phồn hoa đường đi cũng khóa chặt tại quán trà bên trên cùng đứng tại lầu ba trước cửa sổ đại trưởng lão đối mặt khoảng cách này có chút xa nhưng thời gian phản phất lập tức đứng im sơ qua tiêu tội kỹ khóe miệng dơ lên mỉm cười Tự như tại nói cho đại trưởng lão, nói cho tiêu gia mọi người, ta, tiêu tội kỹ, thiết quốc tranh tranh phái đệ tử, lại trở về, trăng rắc, đại trưởng lão song quyền nắm chặt, ánh mắt sát ý tức giận cùng tồn tại, hắn biết, làm tiêu tội kỹ đánh sấp 10 tên môn phái lão đại sự việc trong thành truyền ra, gia tộc đem sẽ lần nữa tiếp nhận không kiên nể gì cả chế dẻo, biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm. Đại trưởng lão hối hận không phải đem tiêu tội kỹ đuổi ra gia tộc hối hận là lúc ấy liền nên một trưởng vỗ chết phế vật này mà không phải bây giờ hết lần này đến lần khác tại lịch dương thành dùng thực lực đánh gia tộc mặt lão cẩu thuận đệ tử ánh mắt nhìn về phía quán trà nhìn thấy tiêu gia cao tầng quân thường tiếu nhàn nhạt lẩm bẩm nếu như còn dám đối với đệ tử của ta có hư ý nghĩ quản ngươi là giới tiểu thuyết trên mạng tứ đại họ bổn tọa cũng dám diệt chi